Rồi cuối mỗi buổi hoặc là đầu mỗi buổi, chắc là đầu mỗi buổi đi, thì cô sẽ thử, tức là test lại thôi, coi như chỉ coi chứ chúng ta ôn bài thôi, và cô sẽ cho một số câu trắc nghiệm để các em làm quen với cái hình thức thi trắc nghiệm. Biết thì biết rồi, nhưng mà coi như là cái phần đó là phần củng cố kiến thức, và cũng coi như đó là cái phần mà các em điểm danh và lấy điểm phản biện ha. Bình thường cô Duyên sẽ không điểm danh nhau, danh nhóm. Nếu các bạn làm việc với cô Duyên rồi thì biết là cô Duyên không có nhu cầu điểm danh. Học là nhu cầu của em và cô là người hướng dẫn thôi. Cô cũng chúng ta cũng không dành thời gian để điểm danh làm gì hết. Nhưng mà bởi vì khi thuyết trình ấy là chúng ta phải điểm danh mới có điểm, tức là chúng ta phải có mặt mới có điểm, thì làm cách nào lớp hơn 80 bạn thì làm cách nào để cô kiểm tra được các bạn có mặt hay không có mặt. Thì cô sẽ gửi câu hỏi trắc nghiệm và hướng dẫn các bạn trả lời trắc nghiệm, coi như đó là phần điểm danh, vừa là điểm danh vừa là chúng ta phản biện để lấy điểm. Thì làm việc với cô, tại vì hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau, cho nên chúng ta sẽ làm việc với nhau như thế nào. Thì về nội dung, nó môn này là cái môn đọc và hiểu với các em, nó không phải cái gì khó cả, cho nên là các bạn sẽ đọc mỗi buổi lên lớp thì các em đọc trước một chương cho cô. Chúng ta có 6 chương tất cả, thì hôm nay là chương số 2 rồi, 6 chương coi như 6 buổi đi, thì mỗi một buổi chúng ta sẽ kết thúc một chương ha. Thì trước khi lên lớp là các em đọc chương mới cho cô, mình đọc để mình nắm vấn đề, đọc làm sao để nắm được vấn đề, à cái nội dung thứ nhất đấy là có mấy vấn đề, nội dung thứ hai là có mấy vấn đề, nội dung thứ ba là có mấy vấn đề, như vậy. Thì trong phần nội dung cụ thể của nó thì chúng ta đọc để chúng ta hiểu đã. Khi lên lớp với cô thì cô sẽ giới thiệu khái quát, nhớ được đến đâu thì nhớ, sau đó thì chúng ta sẽ làm bài tập thuyết trình nhóm hoặc là làm trắc nghiệm. Vì như vậy chúng ta củng cố lại cái nội dung, chúng ta có những cái ấn tượng, có những cái ghi nhớ về nội dung của môn học, những cái nội dung mà chúng ta sẽ tiếp cận ha. Đó là cái cách mà chúng ta sẽ làm việc. Thì hầu như là buổi nào chúng ta sẽ cũng sẽ thuyết trình, làm bài. Các em không có cầu kỳ, cô không yêu cầu các em cầu kỳ gì hết ha. Làm được đưa hình ảnh ba boy vào thì là tốt, bởi vì làm thế nào, quan trọng nhất là làm thế nào để các em ghi nhớ được nội dung cơ bản. Khi làm bài xong rồi thì nhớ là cả nhóm mình đọc lại xem là bài có cần chỉnh sửa gì không, nắm lấy cái nội dung thuyết trình của nhóm mình xem là mình thuyết trình nội dung đó là cái gì và nội dung đó như thế nào. Tại vì cô không có yêu cầu gì các em làm gì, kiến thức gì nó sâu cả, nó chỉ là nắm nội dung cơ bản thôi. Cho nên cái bài thuyết trình làm rất là đơn giản, cho nên ngày nào cũng thuyết trình. Và thứ hai là khi làm bài xong rồi thì nhớ là cả nhóm phải đọc lại bài của mình ha, xem là mình có bổ sung gì không, mình nắm cái nội dung đó như thế nào và có bổ sung gì không. Đó là những cái nội dung cơ bản mà cô giao cho các em để các em vừa đọc vừa làm, để các em nhớ có cái ấn tượng về những cái kiến thức đó. Thì khi mà mình đọc cái bài 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 trắc nghiệm ấy thì mình sẽ có những cái ấn tượng, mình sẽ có những cái nhận định nó đúng về cái phần mà mình cần phải lựa chọn ha. Để nó là thi trắc nghiệm nên chúng ta cũng không có đi sâu, mà chúng ta chỉ nắm kiến thức cơ bản thôi. Thì đó là cách mà chúng ta sẽ làm việc với nhau. Ở trong quá trình học với cô thì cô sẽ hỏi thường xuyên, và đó là phần phản biện của các em. Chúng ta sẽ có điểm thuyết trình và điểm phản biện, điểm trình bày. Riêng phần bài chỉ thuyết trình của các em ấy, các em đã gửi cho cô một bài rồi, thì cái phần bài thuyết trình đấy điểm là 4 4 điểm ha, trên 10 điểm. Một bài thuyết trình nếu có 10 điểm thì điểm bài thuyết trình chỉ là 4 điểm thôi, bởi vì phần trình bày nó là phần kiến thức cơ bản, không yêu cầu các em phải cầu kỳ gì hết ha. Làm thế nào để cho nó tương đối là thấy ổn thì được, thấy nó đẹp và ổn là được. Thứ hai là phần trình bày sẽ là 1 điểm, là 5. Ở phần trình bày này thì cô yêu cầu là dù một phần một bài thuyết trình thì ít nhất các em phân công, các em sẽ chia cái bài thuyết trình ra làm hai ha. Như trước cô cũng đã gửi mail hướng dẫn các em rồi, em chia một bài thuyết trình ra làm hai và mỗi một phần đó sẽ có 2 người phụ trách. Như vậy thì cô yêu cầu là một phần sẽ có 2 người thuyết trình, một phần trình bày sẽ có 2 người thuyết trình, tức là của một nhóm ha. Ví dụ như cô yêu cầu nhóm số nhóm của bạn Phục Anh đi chỉ trình bày một nửa cái bài thuyết trình đó thôi, thì một nửa đó vẫn do 2 người phụ trách trình bày chứ không phải một người. Tại sao lại 2 người trình bày? Tại vì chúng ta rèn luyện kỹ năng các em. Là có những bạn chúng tôi trình bày rất là khó khăn, nói nó không được lưu loát, hoặc là nói thậm chí là có những bạn là chúng ta vừa nói vừa run, thì không có vấn đề gì cả. Bây giờ chúng ta cam thì không bật được rồi,
Tại vì bật cam lên là chắc là học không được rồi. Lớp hơn 80 người mà bật cam lên thì chúng ta sẽ chắc là cái mạng không nó sẽ khó để có thể bật cam. Thì bật cam với lớp nhỏ thôi. Thì cô không yêu cầu bật cam thì như vậy là chúng ta sẽ không phải lộ diện, xuất đầu lộ diện gì hết nha. Cho mình cô thấy mình cô thôi. Thì chúng ta sẽ tập trình bày, ok, là coi như tập nói trước đám đông mà mình không có nhìn thấy đứa nào cả, mình cứ nói thôi nha. Thì chúng ta tập cái kỹ năng để chúng ta trình bày vấn đề, tức là khi chúng ta nắm vấn đề, chúng ta triển khai trình bày cái vấn đề đó như thế nào. Tùy các bạn có thể chia là mỗi đứa trình bày một đoạn hoặc là hai đứa cùng trình bày, cùng trình bày song song. Đấy, như vậy thì nó thậm chí là nếu các em cùng trình bày một lúc ấy, cái bài thuyết trình của em nó sẽ hấp dẫn hơn hơn là chia ra mỗi người trình bày một đoạn ha. Cô dạy cái lớp thường là dạy cái lớp chất lượng cao thì lớp nó rất là ít ít sinh viên, có năm chỉ có ba đứa bốn đứa thôi, thậm chí có năm chỉ có bốn đứa thôi, có năm thì được mười mấy bạn, cho nên chia nhóm nó rất là nhỏ. Như như nhóm mà khoảng lớp khoảng bốn người là không có chia nhóm gì hết á, ngày nào cũng làm bài như nhau, có một nhóm duy nhất thôi là tất cả nó lên trình bày hết. Lớp khoảng ba bốn đứa một nhóm thì coi như cả bốn đứa khi mà thuyết trình lúc này là học trực tiếp ấy, thì cả bốn đứa nó lên hết và cùng trình bày hết, đứng hết lên trình bày, không có phải đứa nào ngồi dưới đứa nào ngồi trên gì hết, đứng hết lên trả lời câu hỏi cho đến khi kết thúc trở về thì thôi. Thì cái trình bày như vậy á, các bạn phải chuẩn bị, các bạn phối hợp với nhau và các bạn cùng trình bày. Đấy, như vậy thì cái bài bảo đảm rằng cái bài thuyết trình của bạn nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hấp dẫn hơn ha. Thì phân công như thế nào là tùy. Nhóm trưởng, cô giao cái trách nhiệm đó cho nhóm trưởng. Nhóm trưởng làm tốt thì có điểm thưởng, nhóm trưởng làm tốt thì điểm ít ha. Thì đó là cách mà chúng ta sẽ cùng làm việc với nhau ha. Để cô, nó hơi ồn, cô đóng cửa chút nha. Rồi cho cô hỏi là hôm trước cô Thanh có báo với cô là cô Thanh đã dạy đến phần các giai đoạn hình thành, thì phần đó là mình đã học rồi hay là phần đó mới bắt đầu đến đó chưa học? Là hết cơ sở hình thành bây giờ chuyển bắt đầu là đến các giai đoạn hình thành hay là mình đã học hết các giai đoạn hình thành rồi các em? Ở chương số 2 đấy thì có cơ sở hình thành và cơ sở và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì cô Thanh là dạy là trình bày với các em là hết cái phần cơ sở hình thành hay là hết quá trình hình thành luôn rồi? Có bạn nào nhớ không? Hết cơ sở lý luận đúng không? Hết phần cơ sở. Ồ, hết cơ sở lý luận hả? Chưa đến cơ sở thực tiễn hả? À, cơ sở thực tiễn rồi mới đến cơ sở lý luận. Thì coi như đến quá trình hình thành ha. Thì phần quá trình hình thành thì cô sẽ giới thiệu khái quát. Sau đó thì các bạn sẽ thuyết trình ha. Giới thiệu quá trình hình thành trước. Xong rồi ăn sáng ha. Ăn sáng chưa? Rồi các bạn sẽ nghe cô giới thiệu trước. Hết cơ sở lý luận. Phần cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh thì chúng ta có cơ sở thực tiễn và cơ sở lý luận. Cơ sở thực tiễn đó là bối cảnh Việt Nam và bối cảnh thế giới vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. À, tình hình thế giới thì đó là sự xuất hiện của chủ nghĩa tư bản, chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc. Rồi là gì? Ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga, ảnh hưởng của lý luận chủ nghĩa Mác Lênin khi nó xuất hiện các phong trào cách mạng trên thế giới và phát triển thì nó ảnh hưởng đến cái phong trào cách mạng thế giới nói chung và phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam nói riêng. Tình hình Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 đó là Việt Nam rơi vào tay xâm lược của thực dân Pháp và Pháp triển khai những cái chính sách cai trị làm cho xã hội Việt Nam thay đổi.
và tình hình phong trào cách mạng Việt Nam vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20 thì đã diễn ra hết sức là sôi nổi, nhưng mà thất bại. Đó là cơ sở, là tiền đề để thôi thúc các thanh niên yêu nước Việt Nam đi tìm con đường cứu nước giải phóng dân tộc mới, tức là tìm cái lý luận cách mạng soi đường để cứu nước giải phóng dân tộc. Về tiền đề, về cơ sở lý luận thì cơ sở lý luận để hình thành cái tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là giá trị truyền thống của dân tộc, đó là tinh hoa văn hóa nhân loại, là những cái tư tưởng văn hóa phương Đông và tư tưởng văn hóa phương Tây, đặc biệt là chủ nghĩa Mác Lênin. Cơ sở lý luận trực tiếp mà hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ sang phần thứ hai, đó là quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh thì từ năm 1911, từ trước năm 1911, tức là từ khi mà Nguyễn Tất Thành được sinh ra cho đến khi người thanh niên đó đi tìm con đường cứu nước giải phóng dân tộc, thì đây là cái thời kỳ mà thơ ấu, là niên thiếu, là sống trong gia đình với sự yêu thương nuôi dưỡng dạy bảo của gia đình, và là quá trình học tập và tiếp xúc với những cái nhà cách mạng, với những cái luồng tư tưởng và cách mạng tràn vào Việt Nam. Trong giai đoạn này thì với sự dạy bảo của người cha, với cái truyền thống yêu nước của các cái thế hệ cha anh ở quê hương Nghệ An và Hà Tĩnh, với quá trình học tập ở trường Quốc học Huế, thì Nguyễn Ái Quốc đã tiếp cận với được với những cái tư tưởng cách mạng của thế hệ cha anh. Nguyễn Ái Quốc tuy còn nhỏ, lúc đó Nguyễn Tất Thành tuy còn nhỏ, nhưng mà thường lén nghe những cái công chuyện mà cha mình bàn với các chú và các bác, và có những cái suy nghĩ, có những cái ấn tượng, có những cái tư duy đầu tiên về cái con đường cách mạng giải phóng dân tộc. Khi mà cụ Phan Bội Châu, và tức là trước khi mà Nguyễn Ái Quốc đi tìm con đường cứu nước giải phóng dân tộc với em, thì cụ Phan Bội Châu có đi Đông Du, đúng không? Ông đi Đông Du, và năm 1901 thì Phan Bội Châu đi Đông Du. Và sau đó thì Phan Bội Châu có cử một người thân tín của mình, là chú Nguyễn Thái Thân, trở về nước để vận động cụ Nguyễn Sinh Sách đưa Nguyễn Tất Thành sang Nhật Bản để mà đi theo con đường Đông Du của cụ. Bắt đầu thì cụ Phan Bội Châu sang Nhật là để nhờ Nhật giúp đỡ về quân sự để mà đánh Pháp. Tuy nhiên thì không được, và ông chỉ có thể nhờ Nhật đào tạo thanh niên để mà chủ yếu là đào tạo để học mà làm kinh tế thôi. Còn về cũng có dạy về quân sự nhưng mà không có hỗ trợ về quân sự. Thì Nguyễn Ái Quốc khi mà nhìn nhận cái con đường cứu nước giải phóng dân tộc của cha ông ấy, thì Nguyễn Ái Quốc, tức là Nguyễn Tất Thành lúc này đã không đi theo chú Nguyễn Thái Thân sang Nhật. Nguyễn Thái Thân có hỏi Nguyễn Tất Thành rằng là vậy thì có phải là Nguyễn Tất Thành theo con đường yêu nước của cụ Phan Chu Trinh không? Cụ Phan Chu Trinh lúc này thì không muốn dựa vào Nhật để đánh Pháp, mà muốn dựa vào Pháp để cải cách kinh tế, chính trị, văn hóa trong nước. Thì Nguyễn Tất Thành nói rằng là, tức là đã có những cái cảm nhận đầu tiên về con đường cách mạng, đã có những cái, nó chưa phải là định hướng, nhưng nó là cơ sở để định hướng cái con đường cứu nước của người thanh niên đó sau này. Và Nguyễn Tất Thành đã trả lời cho Nguyễn Thái Thân rằng là dựa vào Pháp để mà cầu tiến bộ, tức là con đường của cụ Phan Chu Trinh ấy, thì chẳng khác nào đưa hùng, chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương. Tức là con đường đó cũng không thể mang lại độc lập tự do cho đất nước. Còn con đường của cụ Phan Bội Châu thì tại sao Nguyễn Ái Quốc lại không tán thành, là bởi vì người thanh niên này cho rằng là cái cậu thanh niên này cho rằng là Nhật Bản nó cũng là một nước đế quốc. Là Nguyễn Thái Thân và Phan Bội Châu thì cho rằng Nhật Bản sẽ giúp chúng ta, là bởi vì Nhật Bản là anh em, là đồng chủng đồng văn, máu đỏ da vàng. Nhưng mà Nguyễn Thái Thân hỏi Nguyễn Ái Quốc đã hỏi Nguyễn Thái Thân rằng là vậy thì ta với Tàu có phải là anh em không? Mà bao đời nay Tàu vẫn xâm lược ta đó thôi. Thằng Tàu nó ở sát bách chúng ta, mà đời nào nó cũng xâm lược, tức là triều đại nào nó cũng xu quân xâm lược Việt Nam. Và huống hồ là ta với Nhật Bản còn cách xa, tức là anh em với Tàu còn thân thiết hơn anh em với Nhật Bản, đúng không? Nhưng mà đời nào nó cũng xâm lược nước Việt Nam chúng ta, thì tại sao chúng ta lại có thể dựa vào Nhật Bản được?
thì Nguyễn Thái Thân không trả lời được. Và Nguyễn Thái Thân có hỏi Nguyễn Tất Thành rằng là vậy thì theo cháu, cái con đường cứu nước giải phóng dân tộc phải làm như thế nào? Con đường cách mạng để cứu nước, cứu dân thì phải làm như thế nào? Thì Nguyễn Tất Thành, cậu thanh niên nói này nói rằng, trả lời rằng là đó là công việc của những người lớn tuổi, tức là những người mà đã có kinh nghiệm, đã được trải nghiệm rồi. Còn cháu thì còn nhỏ, cho nên là chưa nghĩ đến được những cái chuyện đó. Nhưng cháu thiết nghĩ rằng là nếu đi sai một bước thì quay đầu lại chúng ta đã là người thiên cổ rồi. Tức là mọi tính toán phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng, mặc dù chưa biết sẽ phải đi theo con đường nào. Nhưng mà Nguyễn Tất Thành ở vào cái thời điểm năm 1901-1902 thì đã không tán thành cả con đường cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Thi Trinh, mà muốn đi, cần phải thấy rằng cần phải có một cái con đường cứu nước khác. Nhưng mà khác như thế nào thì người thanh niên này vẫn không tìm ra, vẫn chưa có câu trả lời. Và như vậy thì trước năm 1911, những cái tình yêu và đối với quê hương đất nước, là lòng yêu nước thương dân đã hình thành, cái tư tưởng về cứu nước cứu dân là đã hình thành. Và năm 1911 thì người thanh niên đó quyết định đi tìm con đường cứu nước giải phóng dân tộc. Từ năm 1911 cho đến năm 1920, như vậy thì trước năm 1911 là cái tư tưởng là được hình thành, tức là cái tư tưởng được hình thành đó là cái tư tưởng về cứu nước giải phóng dân tộc, cái tình yêu quê hương đối với quê hương đất nước và cái ý chí quyết tâm đi tìm con đường cứu nước giải phóng dân tộc. Từ năm 1911 cho đến năm 1920 là giai đoạn mà ra đi để tìm con đường cứu nước. Và Nguyễn Ái Quốc đã đi qua rất nhiều các cái quốc gia, đã đi qua các cái châu lục khác nhau trên thế giới. Hơn 10 năm đó thì đã đi qua khoảng 34 quốc gia trên thế giới. Và quá trình trải nghiệm thực tiễn cách mạng đó là quá trình khảo cứu để đi tìm con đường cứu nước. Tức là tìm một lý luận cách mạng để cứu nước giải phóng dân tộc. Trong các lý luận cách mạng của thời đại lúc bấy giờ các em, thì nó có 3 cái con đường để cứu nước giải phóng dân tộc. Con đường thứ nhất là con đường giải phóng dân tộc theo cái tư tưởng của giai cấp phong kiến, tức là đánh Pháp, đánh đuổi thực dân đế quốc và giành độc lập, sau đó thì xây dựng cái chế độ phong kiến độc lập. Thứ hai là làm cách mạng tư sản, tức là tiến hành cách mạng lật đổ đế quốc, đánh đổ đế quốc và lật đổ cả giai cấp phong kiến và giành chính quyền, xây dựng cái chế độ dân chủ tư sản. Và con đường cách mạng thứ ba, lý luận cách mạng thứ ba là lý luận cách mạng của vô sản, của những người vô sản do Marx và Engels khởi xướng. Năm 1919 thì được Lenin bổ sung. Lenin đã bổ sung vào luận cương của Marx và Engels những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Tức là ông chỉ ra cho các cái dân tộc thuộc địa một con đường mới để cứu nước giải phóng dân tộc. Đó là con đường giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Thì với những cái lý luận cách mạng đó thì Nguyễn Ái Quốc cũng đã tiếp cận từ năm 1911 cho đến năm 1920. Vừa hoạt động thực tiễn cách mạng, vừa nghiên cứu lý luận cách mạng, vừa nghiên cứu kinh nghiệm cách mạng. Thì ông đã nghiên cứu cái kinh nghiệm của cách mạng tư sản Anh, cách mạng tư sản Mỹ, cách mạng tư sản Pháp. Và năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thành công, thì Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu về cách mạng tháng 10 Nga. Và qua quá trình tìm đường cứu nước đó, thì ông thấy rằng là thực tiễn ở Việt Nam ấy, thì con đường cứu nước giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng theo tư tưởng phong kiến và con đường cách mạng theo tư tưởng dân chủ tư sản. Việt Nam chúng ta đã trải qua, cách mạng đã kinh qua rồi, nhưng mà thất bại vì con đường cách mạng đó nó không phù hợp với cái yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Và khi nghiên cứu về kinh nghiệm cách mạng thế giới, đó là kinh nghiệm cách mạng tư sản Anh, cách mạng tư sản Pháp và cách mạng tư sản Mỹ, thì người nhận thấy rằng là cách mạng tư sản đó là những con đường cách mạng không đến nơi. Đó là những cái lý luận cách mạng mà nó đã dẫn đến thắng lợi cách mạng rồi, nhưng mà thắng lợi cách mạng đó không triệt để, và người gọi đó là cách mạng không đến nơi. Không đến nơi vì sao? Vì cách mạng thắng lợi rồi, trong thì giai cấp tư sản tước lục công nông, ngoài thì bóc lột các dân tộc thuộc địa, và nhân dân vẫn còn phải đấu tranh. Nhân dân chính ở các cách quốc gia đó, nhân dân đã đứng lên làm cách mạng rồi, nhưng mà vẫn còn phải đấu tranh nữa. Cách mạng tư sản Mỹ diễn ra hơn 150 năm nay rồi, nhưng công nông Mỹ vẫn còn phải đấu tranh. Cách mạng tư sản Pháp đã diễn ra tới lần thứ tư rồi, nhưng mà công nông Pháp hẳn còn phải đấu tranh làm cách mạng một lần nữa. Do đó mà ông cho rằng cách mạng đó là cách mạng không triệt để.
Và năm 1920, năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc cái bản sơ thảo những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin. Ở đó Lenin đã chỉ ra cho Nguyễn Ái Quốc cái con đường để cứu nước, giải phóng dân tộc. Ở đây không phải là lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc tiếp cận với lý luận cách mạng vô sản các em, mà khi cách mạng tháng 10 Nga nổ ra thì Nguyễn Ái Quốc đã tiếp cận với lý luận cách mạng vô sản rồi, và đã có những cái trải nghiệm, đã có những cái suy nghĩ về cách mạng vô sản. Ông rất là khâm phục Lenin và những nhà cách mạng tháng 10 Nga vì họ đã giải phóng cho nhân dân lao động của nước mình khỏi ách áp bức và bóc lột. Rất khâm phục. Thế nhưng mà cách mạng tháng 10 Nga thì nó lại không phải là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, mà cách mạng Việt Nam là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Vậy thì cách mạng tháng 10 Nga đi theo con đường cách mạng vô sản nó có phù hợp với cách mạng Việt Nam không? Thì Nguyễn Ái Quốc không có câu trả lời, không được tìm được câu trả lời, mặc dù rất khâm phục là Lenin và các nhà cách mạng Nga, nhưng mà ông vẫn chưa tìm được cái con đường để cứu nước, giải phóng dân tộc phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ. Cho đến năm 1900 là hoạt động ở trong phong trào yêu nước, trong phong trào công nhân quốc tế. Trong khoảng giai đoạn này thì ông sống ở Pháp, là hoạt động ở Pháp và gia nhập Đảng Xã hội Pháp. Thì Nguyễn Ái Quốc tham gia vào Đảng Xã hội Pháp. Năm 1920 thì Đảng Xã hội Pháp họ có một cái cuộc bỏ phiếu, tán thể, tức là bỏ phiếu. Trong Đảng Xã hội Pháp ấy, thì họ đã bàn luận với nhau rất là nhiều rồi, qua nhiều tháng và nhiều cuộc họp tranh cãi rất là sôi nổi, là đảng này họ sẽ gia nhập vào Quốc tế Cộng sản thứ ba của Lenin hay ở lại Quốc tế hai. Thì Quốc tế hai là quốc tế do Marx và Engels sáng lập, và Quốc tế hai nó không còn có, nó không còn chủ trương đấu tranh lật đổ đế quốc nữa, mà nó chủ trương sống gọi là kiểu như là nó thủ tiêu đấu tranh và sống trung hòa với chế độ đế quốc. Thì tức là một bộ phận cái cán bộ cách mạng nó thoái hóa rồi. Thế thì Đảng Xã hội Pháp họ đã bàn cãi rất là nhiều, là không biết là bây giờ sẽ đi theo con đường nào, con đường cách mạng tư sản, con đường của Quốc tế hai hay là con đường của Lenin, Quốc tế ba do Lenin sáng lập. Thì năm 1920, trong cái cuộc bỏ phiếu đó, thì Nguyễn Ái Quốc đã quyết định bỏ phiếu theo theo cái Quốc tế ba của Lenin. Và có người hỏi Nguyễn Ái Quốc rằng là tại sao anh lại bỏ phiếu là tán thành Quốc tế ba, thì Nguyễn Ái Quốc trả lời rất là hồn nhiên là gì, là tôi vẫn còn chưa hiểu, tức là lúc bấy giờ thì tôi gọi các cái ông bà đấy là đồng chí, tức là cái đảng viên Đảng Xã hội Pháp ấy, ông là thành viên của Đảng Xã hội Pháp ấy, thì gọi các ông bà ấy là các cái đồng chí, gọi các tôi theo cái Đảng Xã hội Pháp là bởi vì cái đảng đó là đảng duy nhất ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các dân tộc thuộc địa, trong đó có dân tộc tôi. Và tôi bỏ phiếu tán thành Quốc tế ba là bởi vì đó là cái tổ chức mà nó ủng hộ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới. Chứ còn thực tế lúc đó tôi vẫn chưa hiểu đảng cộng sản là gì, công đoàn là gì, chủ nghĩa cộng sản là gì. Rất là chưa có những cái hiểu biết đủ về chủ nghĩa cộng sản, về các cái tổ chức đảng cộng sản, về công đoàn lao động thế giới, về cái tổ chức công đoàn đoàn kết công nhân lao động thế giới. Thì vẫn chưa có sự hiểu biết về cách mạng vô sản. Nhưng bởi bỏ phiếu tán thành cái con đường của Lenin là bởi vì đó là cái tổ chức quốc tế duy nhất ủng hộ các dân tộc thuộc địa. Và sau khi bỏ phiếu tán thành gia nhập Đảng Cộng sản Pháp ấy, là theo cái điều lệ của Đảng Cộng sản Pháp thì những người bỏ phiếu tán thành Quốc tế ba là những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp. Thì Nguyễn Ái Quốc là một trong những nhân vật sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp, tức là đảng viên Đảng Xã hội Pháp bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế ba thì trở thành người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Và sau khi sáng lập Đảng Cộng sản Pháp thì Nguyễn Ái Quốc có nhiều điều kiện hơn để tiếp cận với lý luận của Lenin, đặc biệt là tháng 7 năm 1920. Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản sơ thảo những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin, và ở đó Lenin đã chỉ cho Nguyễn Ái Quốc con đường làm thế nào để cứu nước, giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Ví dụ như một trong những khẳng định của Lenin, ông khẳng định rằng là các dân tộc thuộc địa không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản. Để cứu nước, giải phóng dân tộc họ không có con đường nào khác. Là bởi vì sao? Bởi vì theo Lenin là chỉ có con đường cách mạng vô sản, thứ nhất là nó mới chủ trương giải phóng công nông triệt để. Mà các dân tộc thuộc địa thì chủ yếu là giai cấp công nhân và nông dân. Thứ hai là để đánh bại cái chủ nghĩa đế quốc trong thời đại này.
tức là nó đã liên kết với nhau thành một hệ thống rồi. Thì để đánh bại các cái nước đế quốc trong cái hệ thống như thế, rất là nó liên kết với nhau, khi mà chúng ta khởi nghĩa thì nó sẽ liên kết với nhau để đàn áp phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc thuộc địa. Nên để đánh bại chủ nghĩa thực dân đế quốc thì các dân tộc thuộc địa buộc phải liên kết với nhau và liên kết với phong trào cách mạng vô sản trên thế giới, là liên kết với những người với giai cấp công nhân thế giới để đấu tranh chống lại kẻ thù chung. Và chỉ có con đường cách mạng vô sản mới chủ trương liên kết tập hợp nhân dân lao động thế giới để đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đế quốc. Thế ông khẳng định rằng là đó là cái con đường cách mạng duy nhất để cứu nước giải phóng dân tộc. Thứ hai là Lenin đã chỉ ra rằng là muốn cứu nước giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản thì các dân tộc thuộc địa cần làm gì? Thì trước hết là cần phải có Đảng Cộng sản để mà giáo dục giác ngộ và tổ chức lãnh đạo dân chúng làm cách mạng, để mà liên lạc với vô sản giai cấp trên toàn thế giới và các dân tộc thuộc địa, là cần có Đảng Cộng sản. Thứ hai, thứ ba là ông chỉ ra những cái vấn đề của cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa, ví dụ như lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa thì ông kêu gọi là gì? Giai cấp vô sản và các dân tộc thuộc địa đoàn kết lại. Trong cái cuộc cách mạng thì Lenin chủ trương liên minh công nông để làm cách mạng. Lúc đó là không phải cách mạng giải phóng dân tộc các em, nước Nga là một cái cuộc nội chiến và đó là cuộc đấu tranh giữa nhân dân lao động với giai cấp tư sản địa chủ. Lúc đó tư sản và địa chủ Nga là cấu kết với nhau để cùng nhau thống trị nhân dân Nga, móc lột nhân dân lao động Nga, và đó là cuộc nội chiến. Thì ông chủ trương là phải liên minh công nông để làm cách mạng và phải giai cấp công nhân phải là người lãnh đạo cách mạng. Và những vấn đề cơ bản đó, rồi về phương pháp cách mạng vân vân, những vấn đề cơ bản đó nó đã chỉ ra cho Nguyễn Ái Quốc thấy được là con đường cách mạng vô sản đó mình làm được, là nó phù hợp với yêu cầu của nhân dân mình, là gì? Giải phóng dân tộc nó gắn liền với giải phóng con người, tức là giải phóng triệt để nhân dân lao động, nhân dân sẽ không còn phải chịu cảnh áp bức bóc lột bất công nữa, là nó phù hợp với yêu cầu của nguyện vọng của nhân dân, nó huy động được tập hợp, nó chủ trương tập hợp được lực lượng lượng đông đảo của dân tộc để làm cách mạng. Và Nguyễn Ái Quốc quyết định chọn cái con đường cách mạng vô sản để cứu nước giải phóng dân tộc. Và câu hỏi đầu tiên cô muốn hỏi các em là theo cái lý luận cách mạng của Lenin ấy, thì trong thời đại của chủ nghĩa đế quốc thì con đường cách mạng vô sản là con đường duy nhất để cứu nước giải phóng dân tộc đối với các dân tộc thuộc địa. Vậy thì trong thế kỷ 20 đối với các dân tộc thuộc địa, thực tế ha, Lenin khẳng định như vậy, nhưng thực tế đó có phải là cái con đường duy nhất để giải phóng các dân tộc thuộc địa không? Phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa ở thế kỷ 20 đấy, đó có phải là con đường duy nhất không? Dạ hay em là không. Mà tại sao lại không? Dạ em nhớ là không, mà em không nhớ rõ cái sự kiện để em tìm lại. Nếu không phải là con đường giải phóng duy nhất thì các dân tộc thuộc địa họ có thể theo con đường nào các em? Nếu đó không phải là con đường duy nhất thì họ có thể theo con đường nào? Không là con đường dân chủ tư sản đúng không? Ừ, đúng vậy. Họ có thể theo cách mạng dân chủ tư sản, họ vẫn giành được chính quyền đúng không? Ví dụ như là Ấn Độ, cách mạng Ấn Độ của lãnh đạo của nhà lãnh đạo Gandhi đúng không? Ông làm cách mạng thì giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản đâu, và cũng không chủ trương làm cách mạng bạo lực, cách mạng sử dụng bạo lực cách mạng để giành chính quyền về tay nhân dân đúng không? Ấn Độ là một cái trường hợp khác, và họ tìm ra một cái hướng đi khác, họ thoát khỏi cái ách thống trị của thuộc địa của Anh bằng đấu tranh hòa bình. Là đấu tranh hòa bình, không làm gì hết, tức là không nộp thuế, không đi lính, không tuân lệnh nha, và phản đối chính sách yêu cầu là đòi tách khỏi thuộc địa của Anh, trở thành một nước độc lập. Với cái chính sách đấu tranh hòa bình, biểu tình, meeting và không thực hiện cái chính sách của nước Anh như vậy thì Anh đã buộc phải trả độc lập cho các dân tộc, cho dân tộc Ấn Độ. Tuy nhiên thì trường hợp của Pháp nó là một trường hợp khác các em. Nếu thống trị Ấn Độ không phải là Anh mà là Pháp thì cái cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ do Gandhi lãnh đạo chắc cũng không thể giành được chính quyền bằng con đường hòa bình, buộc phải chuyển sang đấu tranh bằng bạo lực cách mạng, không thể giành được con đường hòa bình đâu. Hoặc là các dân tộc chúng ta thấy ở châu Phi đấy,
cả châu Phi, cả cái lục địa đen đó, nó là thuộc địa. Ở châu Á 3/4 lục địa là thuộc địa, là các nước thuộc địa. Chúng ta thấy khu vực Đông Nam Á còn nước nào không phải là thuộc địa không? Ở khu vực Đông Nam Á của chúng ta có nước nào không phải, không rơi vào cái tình cảnh thuộc địa không các em? Chỉ Thái Lan. Đúng vậy, Thái Lan thuộc anh. À, Thái Lan là một nước trung lập, là cả Đông Nam Á chỉ có mỗi Thái Lan là một nước trung lập thôi, không rơi vào tình cảnh thuộc địa thôi. À, như vậy thì chúng ta thấy là gì? 3/4 thế giới là thuộc địa rồi. Chỉ có 1/4 thế giới là trung lập và đế quốc. À, như vậy thì sau chúng ta thấy sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước mà đi theo con đường cộng sản, con đường xã hội chủ nghĩa của Lenin ấy, thì có Đông Âu, đúng không? Có Việt Nam, có sau đó năm cuối năm 40 thì có Trung Quốc, đầu năm 50 thì có Trung Quốc. À, có Cuba, có Triều Tiên là vào những năm 50 những nước đó ra đời. Và như vậy thì những cái nước thuộc địa mà tiến lên chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, làm cách mạng vô sản đấy, không phải là đa số đâu. Mà họ có nhiều con đường khác nhau. Nhưng câu hỏi thứ hai là tại sao đối với Việt Nam đó lại là con đường duy nhất? Đối với các dân tộc khác họ có thể có nhiều lựa chọn khác nhau, đúng không em? Họ có đã lựa chọn khác nhau và họ cũng thành công vậy thôi. Nhưng đối với Việt Nam thì đó thật sự là con đường duy nhất, không có con đường nào khác. Tại sao chúng ta lại không có con đường nào khác? Thưa cô, là nhớ không nhầm đó, thì do các cuộc cách mạng mà theo kiểu chế độ phong kiến và tự phát đó, công nông thì nó cũng tốt, chứ đó thất bại nhiều rồi. Xong rồi tới các cuộc cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản như của Phan Du Trinh thì cũng thất bại. Nên đúng vậy. Vậy nên Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đi tìm con đường mới, là tìm ra được cái này. Là đúng vậy, là Việt Nam chúng ta đã trải qua những con đường đó rồi. Là chúng ta theo cái chế độ dân chủ tư sản, theo cái tư tưởng của Gandhi, của Tôn Giật Tiên, và thì có Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, ông cũng thủ trưởng chương là gì? À, theo cái tư tưởng của Tôn Trung Sơn là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, hoặc là theo cái tư tưởng của nhà cách mạng Ấn Độ là Gandhi, thì ông cũng chủ trương là gì? À, đấu tranh để đi tới xây dựng một cái xã hội mà trong đó chung sống hòa bình với nhau, một cái xã hội dân chủ tư sản, nó vẫn có thể là tồn tại chế độ địa chủ, nó vẫn có thể là tồn tại chế độ tư sản, nhưng mà địa chủ thì phải bảo vệ cho nông dân và tư sản thì phải bao bọc lấy công nhân, bảo vệ lấy công nhân, chứ không phải là họ chỉ biết vơ vét và bóc lột mà thôi. Với một cái chế độ sống chung sống hòa bình với nhau như vậy nha, thì cái tư tưởng của Gandhi, tư tưởng của Tôn Trung Sơn cũng đã ảnh hưởng tới Việt Nam. Nhưng mà các nhà cách mạng Việt Nam họ đã không thể đưa con đường cách mạng đến với cách mạng tư sản được, là bởi vì thứ nhất là giai cấp tư sản Việt Nam mà không giống như giai cấp tư sản các nước khác trên thế giới. Là các nước khác trên thế giới thì giai cấp tư sản lớn mạnh, nhưng ở Việt Nam là bởi vì đặc điểm kinh tế nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, nên giai cấp phong kiến họ thống trị lâu và nó kiềm chế, nó kiềm hãm cái chế độ và gọi là buôn bán giao dịch với thừa thông thương với nước ngoài đấy em. Cho nên giai cấp tư sản nó không phát triển được, và khi giai cấp tư sản không phát triển được, nhỏ bé thì nó không có khả năng làm cách mạng rồi. Giai cấp tư sản không đủ lớn mạnh thì không làm cách mạng được. Nên ở Việt Nam thì giai cấp tư sản đã làm cách mạng và không thành công, là bởi vì giai cấp này nhỏ bé, tư tưởng cách mạng lúc này nó cũng đã lạc hậu lỗi thời rồi. Nông dân họ đã nhìn thấy những cái công cuộc giải phóng nông dân ở nước Nga và đã hướng về cách mạng vô sản rồi. Họ đã hướng về một cái chế độ xã hội mà bản thân họ được giải phóng, không còn bị áp bức bóc lột nữa. Cho nên cách mạng Việt Nam đã trải qua những con đường đó rồi và không còn con đường nào khác nữa. Là đã đi rồi không thể không đi lại được, là bởi vì ở Việt Nam thì phong kiến đã thối nát, không được lòng dân, tư sản thì nhỏ bé và cũng không đáp ứng được cái yêu cầu của nhân dân. Vì vậy mà chỉ có con đường cách mạng tư sản lúc này là con đường duy nhất còn lại. Thứ hai là cái lý tưởng cách mạng của những người cộng sản. Điều quan trọng là lý tưởng cách mạng của những người cộng sản nó phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Cho nên Hồ Chí Minh khi tiếp cận với con đường cách mạng này, ông cũng khẳng định rằng đó là con đường cách mạng duy nhất để cứu nước, giải phóng dân tộc. Ở giai đoạn từ năm 1921 cho đến năm 1930 là quá trình là Nguyễn Ái Quốc tiếp tục hoạt động cách mạng. Ông hoạt động ở Pháp và sau đó thì năm 23 ông đi Liên Xô, đi Nga, và năm 24 thì ông trở lại Trung Quốc, hoạt động ở Trung Quốc. Sau đó thì hoạt động mà cái thời gian dài
ở từ năm 1900, chủ yếu là hoạt động ở Trung Quốc em, từ năm 1921 cho đến năm 1930, những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc tập trung là vào những cái hoạt động đó là ông nghiên cứu lý luận cách mạng, tức là nghiên cứu cái lý luận của chủ nghĩa Mác, tiếp tục đào sâu nghiên cứu cái lý luận của chủ nghĩa Mác. Thứ hai là tham gia phong trào cách mạng, lúc này không phải tham gia đấu tranh đối với công nhân, với nông dân nữa, mà là tham gia các tổ chức cách mạng, là vừa nghiên cứu lý luận của hoạt động thực tiễn cách mạng, rồi viết sách, viết báo để tuyên truyền về con đường cách mạng giải phóng dân tộc đến với nhân dân Việt Nam, đến với những người yêu nước Việt Nam. Và quá trình nghiên cứu lý luận cách mạng, thực tiễn cách mạng và kinh nghiệm cách mạng đó, nó đã hình thành trong giai đoạn này, đã hình thành về cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Nào, đã hình thành được những cái quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc. Và trong giai đoạn này, ông đã viết rất là nhiều những cái tác phẩm để tuyên truyền về con đường cách mạng vô sản. Tuyên truyền về con đường cách mạng vô sản là tuyên truyền về cái gì? Là tuyên truyền về kẻ thù của nhân dân. Xác định đâu là kẻ thù của nhân dân. Thứ hai là vạch rõ cái bản chất của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Chỉ rõ rằng là nhân dân Việt Nam muốn giành được thắng lợi, hoặc là nhân dân các nước thuộc địa trên thế giới muốn cứu nước giải phóng dân tộc, thì không phải chỉ đánh đổ cái kẻ thù thống trị trực tiếp của mình, mà chủ nghĩa đế quốc đâu đâu cũng là kẻ thù của nhân dân lao động thế giới. Cho nên phải dẫn tới cái hệ quả, đó là phải liên kết với cách mạng thế giới để làm cách mạng giải phóng dân tộc. Rồi là gì? Chỉ ra rằng tại sao cách mạng vô sản ở Việt Nam muốn cứu nước giải phóng dân tộc lại đi theo con đường cách mạng vô sản. Phân tích cái mối quan hệ giữa cách mạng vô sản ở cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sản ở chính quốc. Ông chỉ ra cách mạng thuộc địa, cái nhiệm vụ hàng đầu cách mạng thuộc địa đó là phải làm cách mạng giải phóng dân tộc, rồi phân tích về lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc và lãnh đạo cách mạng sẽ là giai cấp nào, và lực lượng để tham gia đấu tranh giải phóng dân tộc là những cái lực lượng, những cái tầng lớp giai cấp nào. Và cách mạng trước hết muốn thành công thì phải có đảng cách mạng, đảng đó phải là một đảng Mác Lênin chân chính. Cách mạng phải lôi kéo tập hợp được đại đa số quần chúng nhân dân, là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đó là những cái quan điểm cơ bản về cách mạng giải phóng dân tộc được hình thành từ năm 1920 cho đến năm 1930. Đồng thời với việc nghiên cứu lý luận xây dựng cái con đường cứu nước, tức là cái lý luận cách mạng để cứu nước giải phóng dân tộc cho dân tộc Việt Nam, thì ông còn xây dựng cái tổ chức cách mạng, thành lập những cái tổ chức cách mạng để có thể phát triển cái phong trào cách mạng Việt Nam và nối cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới. Năm 1921 ở Trung Quốc thì ông thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông, tập hợp những nhà cách mạng của Việt Nam, của Ấn Độ, rồi của Indonesia và vân vân, các nước thuộc địa ở khu vực Đông Á ấy, thành lập một cái tổ chức để liên kết với nhau để cùng nhau đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Năm 1924 thì ông tại Pháp thì ông thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa của Pháp, và năm 1925 thì thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, thành lập cái tổ chức yêu nước của thanh niên Việt Nam. Và giáo dục từ năm 25 cho đến năm 27 thì ông đứng lớp và làm cái công tác tập huấn, giáo dục, huấn luyện cho thanh niên Việt Nam về lý luận cách mạng, về cách thức vận động giáo dục tổ chức nhân dân và các cái tầng lớp nhân dân là cách mạng như thế nào, tức là thành lập, tức là tổ chức đào tạo cán bộ cách mạng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến tháng 2 năm 1930 thì Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo nhân dân Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc. Giai đoạn từ năm 1931 cho đến năm 1945, đây là thời kỳ Nguyễn Ái Quốc vượt qua thử thách, kiên trì con đường và cách mạng. Sau hội nghị thành lập Đảng năm 1930, tháng 2 năm 1930, thì Nguyễn Ái Quốc tiếp tục hoạt động trong phong trào cách mạng. Và đây là cái thời kỳ hết sức là khó khăn, là bởi vì cái lý luận cách mạng của Nguyễn Ái Quốc ấy, là cái con đường cách mạng, tức là Nguyễn Ái Quốc xây dựng cái lý luận cách mạng, tức là cái những cái chủ trương của ông về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam ấy, thì nó không hoàn toàn, nó giống với cái quan điểm của quốc tế cộng sản, là trong khi quốc tế cộng sản cho rằng là cách mạng vô sản thì phải là cách mạng giải phóng giai cấp, là giành lại đối với những cái giai cấp, đối với những quốc gia mà
nước, những quốc gia mà giai cấp công nhân chiếm đa số thì phải giải phóng giai cấp công nhân. Đối với quốc gia mà còn ở cái chế độ thuộc địa phong kiến thì phải giải phóng nông dân, tức là đặt giải phóng giai cấp lên trên hết, trước hết. Thì Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn ở Việt Nam, và ông không đặt vấn đề giải phóng giai cấp lên trên mà đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên trên. Cái điều thứ hai khiến cho Nguyễn Ái Quốc làm mất lòng những cái đồng chí của mình ở quốc tế cộng sản, đó là khi quốc tế cộng sản yêu cầu ông thành lập một cái đảng cộng sản Đông Dương, tức là lãnh đạo chung cách mạng của nhân dân ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào và Campuchia, thì ông lại tổ chức cái hội nghị thành lập đảng cộng sản Việt Nam. Tức là ông không thực hiện cái nghị quyết của quốc tế cộng sản. Và Nguyễn Ái Quốc đã, những người nhà lãnh đạo của quốc tế cộng sản, họ đã có ác cảm nhất định đối với Nguyễn Ái Quốc. Sau khi hội nghị thành lập đảng do Nguyễn Ái Quốc thành lập, thì họ đã chỉ thị cho những người cộng sản ở Việt Nam, trong đó có Trần Phú đang học tập ở nước Nga, và trở về và đổi tên đảng cộng sản Việt Nam thành đảng cộng sản Đông Dương, đồng thời phê phán cái cương lĩnh do Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị, tức là những cái đường lối cách mạng do Nguyễn Ái Quốc chỉ ra đấy. Phê phán cái quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc đó của Nguyễn Ái Quốc được trình bày tại hội nghị thành lập đảng, và nó được coi là cái cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng, tức là một cái văn kiện mà nêu lên cái quan điểm về mục tiêu, về phương hướng, về phương pháp, vân vân, tức là về những cái nội dung của một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa đấy. Thì những cái quan điểm của Nguyễn Ái Quốc này đã bị quốc tế cộng sản phê phán, và yêu cầu những người cộng sản Đông Dương cũng phê phán và thay đổi, phải thay đổi cái cương lĩnh của Nguyễn Ái Quốc, cương lĩnh hoạt động cách mạng của đảng. Thế thì tháng 10 năm 1930, hội nghị thành lập đảng, cái hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ nhất của đảng đã diễn ra ở Hồng Kông, và hội nghị này đã phê phán cái cương lĩnh của Nguyễn Ái Quốc, cho rằng nó là một cái phương pháp, nó là một cương lĩnh mà có những nhận thức sai lầm. Và sai lầm là bởi vì Nguyễn Ái Quốc chỉ tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc mà quên cái nhiệm vụ đấu tranh giải phóng giai cấp. Và Ban chấp hành Trung ương lúc này đã xây dựng một cái bản cương lĩnh mới, đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương. Và cái cương lĩnh của Nguyễn Ái Quốc lúc này không được thừa nhận. Và sau năm 1930 đến tháng 6 năm 1931 thì Nguyễn Ái Quốc bị bắt tại Hồng Kông. Và cái vụ án ở Hồng Kông đấy. Nguyễn Ái Quốc rơi vào cái tay thực dân Anh. Thì lúc này Anh là đồng minh của Pháp, và Anh cũng thực hiện những cái yêu cầu của Pháp là gì? Tức là không thể trục xuất Nguyễn Ái Quốc ra khỏi Hồng Kông, thì cũng phải làm thế nào để đưa Nguyễn Ái Quốc, trục xuất Nguyễn Ái Quốc ra khỏi Hồng Kông và đưa Nguyễn Ái Quốc trở về để thi hành cái án tử hình của tòa án Nghệ An đã xử Nguyễn Ái Quốc tử hình. Thì thực dân Anh đã tìm mọi cách để bắt và giam cầm Nguyễn Ái Quốc, mặc dù khi bắt Nguyễn Ái Quốc là không hề có cái bằng chứng nào để mà kết tội Nguyễn Ái Quốc về tội là tuyên truyền, vu cho Nguyễn Ái Quốc là gọi là mật thám của Liên Xô đấy, là hoạt động ở Hồng Kông để chống lại nước Anh. Nhưng mà khi bắt thì thứ nhất là không có lệnh bắt, và thứ hai là mà không có cái chứng cứ tài liệu nào để kết án Nguyễn Ái Quốc. Có hai đồng chí, tức là có hai người cùng bị bắt là Nguyễn Ái Quốc và một cái đồng chí khác, thì cái đồng chí kia thì bị thả rồi, trắng án được thả, nhưng mà tòa án Anh đã dây dưa và cố tình giam cầm Nguyễn Ái Quốc để tìm cách giao Nguyễn Ái Quốc cho Pháp. Nhưng mà với sự vào cuộc của luật sư người Anh và đó sự giúp đỡ của quốc tế cộng sản, thì Nguyễn Ái Quốc đã thoát khỏi nhà tù của Hồng Kông và sang Liên Xô từ năm 1934. Khi sang Liên Xô thì ông học ở trường quốc tế Lenin. Ở Liên Xô, những cái quan điểm của Nguyễn Ái Quốc khi mà không được đồng tình thì lúc này Nguyễn Ái Quốc phải gánh chịu hậu quả các em. Và như chúng ta nói, trong bóng đá thì ông bị treo giò suốt cho đến năm 1938. Quốc tế cộng sản đã không giao cái nhiệm vụ chính trị nào cho Nguyễn Ái Quốc cả, và giao cho Nguyễn Ái Quốc học, học lúc này là bảo vệ tiến sĩ như đây, học về, tức là bảo vệ cái luận án về vấn đề nông nghiệp và nông dân ở phương Đông, không cho làm chính trị nữa, là bởi vì ông này cứng đầu mà, quan điểm sai lầm, tư tưởng cho rằng là Nguyễn Ái Quốc rơi vào cái tư tưởng dân tộc hẹp hòi, chỉ nghĩ đến việc giải phóng dân tộc mình mà không giải phóng cho các dân tộc khác, nhưng mà
ông ấy căn cứ vào thực lực cách mạng thì ông ấy chỉ phát triển cái chủ trương phát triển cái lãnh đạo cách mạng của nhân dân Việt Nam thôi. Bởi vì Lào và Campuchia phong trào cộng sản lúc này có phát triển đâu. Sau năm 1930 thì ông ấy có đi hoạt động ở và có tức là đi bắt liên lạc và hoạt động cách mạng ở các nước như là ở Siem, ở Lào, ở Campuchia rồi sang Thái Lan. Là sau đó thì ở Singapore thì Nguyễn Ái Quốc bị bắt hụt và sau đó thì ông sang Hồng Kông thì bị thực dân Anh bắt là tại Hồng Kông và bị giam ở Hồng Kông, vụ án ở Hồng Kông. Thì Nguyễn Ái Quốc cũng đã hoạt động quốc tế, cũng đã gây dựng cái phong trào cách mạng, tổ chức cách mạng ở Siem, ở Thái Lan, ở Campuchia, ở Lào, thậm chí là sang cả Singapore. Thế nhưng mà cái hoạt động cách mạng, những cái hoạt động cách mạng của nhân dân ở đây nó không đủ tầm để có thể thành lập một cái tổ chức cách mạng trên toàn Đông Dương, là sẽ phải gây dựng cách mạng từ từ, giúp đỡ, nhưng mà giúp đỡ nó cũng phải từng bước chứ không phải là một lúc là thành lập. Giúp cái sự giúp đỡ theo quan điểm của Nguyễn Ái Quốc ấy, sự giúp đỡ của cách mạng Việt Nam đối với cách mạng ở trong khu vực thì nó phải có từng bước và nó phù hợp với thực lực cách mạng của Việt Nam cũng như ở của các nước Đông Dương. Cho nên ông hoạt động cách mạng ở Lào, Campuchia nhưng mà không chủ trương thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương mà thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Và Nguyễn Ái Quốc đã bị treo giò cho đến năm 1938, không được phân công cái nhiệm vụ nào cả, không được phân công nhiệm vụ và bị hướng vào học nghiên cứu về vấn đề nông nghiệp và nông dân. Nhưng Nguyễn Ái Quốc rất là để tâm đến những cái hoạt động chính trị ở Việt Nam, cái phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân Việt Nam và hoạt động của Đảng Cộng sản Đông Dương. Và năm 1935, Quốc tế Cộng sản được triệu tập, tức là Đại hội 7 của Quốc tế Cộng sản được triệu tập tại Moscow. Thì lúc này Nguyễn Ái Quốc đang học ở nước Nga mà. Và cho nên Nguyễn Ái Quốc là ủy viên Quốc tế Cộng sản nhưng không được mời, chưa được mời, nói không thì không đúng, mà ông chưa được mời đến tham dự Đại hội của Quốc tế Cộng sản. Ông chỉ nhận được thư triệu tập của Đại hội khi mà Đại hội này đã biểu quyết xong, tức là đã xong rồi, chuẩn bị giải tán rồi, thì Nguyễn Ái Quốc mới nhận được thư triệu tập. Và đến đó không phải với tư cách là một đại biểu để biểu quyết quyết định những vấn đề của Quốc tế Cộng sản, mà Nguyễn Ái Quốc đến để liên lạc với những người Cộng sản ở Đông Dương. Lúc đó phái đoàn của Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong dẫn đầu sang dự Đại hội Quốc tế. Và Nguyễn Ái Quốc đã có những cái trao đổi về tình hình và có những cái chỉ đạo cách mạng ở Việt Nam trong cái giai đoạn này. Tức là ông vẫn hết sức là quan tâm là tới cái con đường cách mạng giải phóng dân tộc, mặc dù là bị tách ra khỏi cái hoạt động cách mạng 4 năm trời. Nhưng Nguyễn Ái Quốc vẫn luôn luôn quan tâm, để ý, nghe ngóng tình hình cách mạng ở trong nước và có những cái chỉ đạo đối với cách mạng ở trong nước. Năm 1938 thì Nguyễn Ái Quốc đã viết thư cho Stalin, lúc đó là chủ tịch các Xô Viết toàn Nga và cũng là một trong những người có ảnh hưởng rất lớn trong Quốc tế Cộng sản. Stalin cũng là một trong những người mà có ác cảm đối với Nguyễn Ái Quốc. Nga có ảnh hưởng lớn nhưng mà có điều là có cái tình cảm nó tiêu cực đối với Nguyễn Ái Quốc, là Stalin cho rằng là Nguyễn Ái Quốc là cái người mà theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và phê phán với Nguyễn Ái Quốc người rất là gay gắt. Thì Nguyễn Ái Quốc đã phải viết thư cho Stalin và yêu cầu Stalin cùng với các đồng chí trong Quốc tế Cộng sản giúp đỡ, nhà rằng là xin các đồng chí giúp đỡ tôi thay đổi tình cảnh đau buồn này, đừng để tôi sống quá lâu trong tình trạng không hoạt động và giống như là sống ở bên cạnh, bên ngoài của Đảng. Tức là bên ngoài cái tổ chức Quốc tế Cộng sản, trong khi ông là ủy viên của Quốc tế Cộng sản nhưng mà không được hoạt động gì cả, không được phân công hoạt động gì cả, cho nên là mong muốn được hoạt động cách mạng. Và Nguyễn Ái Quốc đã đề nghị Stalin cùng với Quốc tế Cộng sản tạo điều kiện cho ông trở về Việt Nam. Thì lúc này là chiến tranh chuẩn bị cận kề rồi, nó chuẩn bị diễn ra rồi. Mà khi chiến tranh diễn ra thì chúng ta thấy là gì? Vấn đề dân tộc đặt lên trên hết, trước hết các dân tộc đều phải đối mặt với cuộc chiến tranh do phát xít gây ra. Và vấn đề giải phóng dân tộc, bảo vệ dân tộc là vấn đề hàng đầu, chứ không phải là vấn đề giải phóng giai cấp nữa. Quan điểm của Nguyễn Ái Quốc đã được chứng minh rằng là đối với các dân tộc thuộc địa khi bị mất nước thì không vấn đề nào quan trọng hơn là vấn đề giải phóng dân tộc. Và ở thời điểm chiến tranh cận kề thì Nguyễn Ái Quốc mới được tạo điều kiện để trở về Việt Nam. Từ năm 1937 thì ông đã có những cái tiếp xúc đối với những cán bộ cách mạng Việt Nam ở Trung Quốc. Năm 38 khi ông sang Trung Quốc thì ông đã có những cái chỉ đạo về vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Điều đó chứng tỏ rằng là ông luôn quan tâm hướng về cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Mặc dù có những cái hiểu lầm
là về con đường cứu nước giải phóng dân tộc, về quan điểm cách mạng giải phóng dân tộc. Nhưng Nguyễn Ái Quốc đã không từ bỏ, kiên quyết giữ vững cái lập trường quan điểm cách mạng của mình, đó là đối với cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa thì phải đặt cách mạng giải phóng dân tộc lên trên hết, trước hết, chứ không phải đặt vấn đề giai cấp lên trên hết, trước hết. Và ngày 28 tháng 1 năm 1941 thì Nguyễn Ái Quốc trở về Bắc Bó, Cao Bằng, là ông chủ trì cái hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 8 tháng 5 năm 1941 và chuyển hướng chiến lược cách mạng Việt Nam. Lúc này, từ năm 1931, tức là sau khi mà phê phán cái quan điểm cách mạng Nguyễn Ái Quốc với các em, thì lúc này cách mạng Đông Dương nói chung và Việt Nam nói riêng, chủ trương là đặt vấn đề ruộng đất của nông dân lên trên cách mạng giải phóng dân tộc. Năm 1936 cho đến năm 1939 thì cái nguy cơ chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra và cách mạng thế giới hướng vào cái cuộc đấu tranh đòi dân chủ và hòa bình, cơm áo, tự do, cơm áo và hòa bình. Thì cách mạng Việt Nam cũng tạm thời không đấu tranh giải phóng dân tộc, tạm gác cái cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng ruộng đất và tập trung đòi quyền lợi hàng ngày cho công nhân, nông dân và nhân dân lao động. Đến năm 41 dưới sự với cái hội nghị Trung ương lần thứ 8 dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc thì Đảng Cộng sản Đông Dương đã chủ trương quay trở lại cái quan điểm của Nguyễn Ái Quốc, đó là phải đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên trên hết, trước hết. Mà thực ra là theo chỉ đạo của Nguyễn Ái Quốc thì hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 tháng 11 năm 1939 đã chủ trương đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên trên hết rồi các em. Lúc đó là chiến tranh thế giới thứ hai mới nổ ra. Vào tháng 9 năm 39 chiến tranh nổ ra thì tháng 11 Trung ương họp và quyết định đặt vấn đề dân tộc giải phóng lên trên hết, trước hết, chứ không phải là vấn đề cách mạng ruộng đất hay là vấn đề giải phóng giai cấp. Thế thì nó trở lại với cái quan điểm cách mạng của Nguyễn Ái Quốc. Và như vậy thì giai đoạn này là giai đoạn mà Nguyễn Ái Quốc trải qua những cái khó khăn, thử thách, những cái áp lực từ quốc tế cộng sản và từ chính các cái đồng chí hoạt động cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ông giữ vững cái lập trường quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc ở một nước thuộc địa. Ông đã nghiên cứu và vận dụng những quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và không thay đổi lập trường quan điểm và vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi cái sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Từ năm 1941 cho đến năm 1969 thì đây là quá trình lãnh đạo thực tiễn cách mạng. Nói là từ năm 41 nhưng mà thực ra là từ năm 42. Năm 41 thì ông trở về nước. Tháng 1 năm 41 trở về nước. Sau khi chủ trì hội nghị xong thì ông đi Côn Minh và đi để liên lạc với đồng minh, cùng với đồng minh đánh phát xít. Nhưng mà khi mà sang Côn Minh, sang Trung Quốc thì ông bị Tưởng Giới Thạch bắt và Tưởng Giới Thạch vu cho Nguyễn Ái Quốc là gián điệp và bắt ra cũng hơn một năm. Cũng giải hết nhà lao này đến nhà lao khác, ghẻ lở. Thậm chí có những lúc báo chí Trung Quốc đã đăng tin là Nguyễn Ái Quốc đã qua đời ở nhà tù. Nhưng mà giai đoạn này thì trải qua khó khăn, rất là khó khăn đối mặt với cái chết. Ốm đúng không? Ghẻ lở đầy mình, chân tay xiềng xích bị giải đi, nó giải đi khắp các cái nhà tù ở Trung Quốc, ở Hồng Kông. Giải đi khắp các cái nhà tù ở Côn Minh và Nguyễn Ái Quốc cho đến năm 1942 khi mà lúc này Tưởng Giới Thạch tính toán đến việc Hoa quân nhập Việt, tức là tính toán đến việc đưa lực lượng vào Việt Nam đấy, thì cần tìm ra một cái lực lượng làm nội ứng để hỗ trợ Tưởng Giới Thạch tiến hành cái kế hoạch Hoa quân nhập Việt. Và như Lư Hán Tiêu Văn, lúc đó là tướng cầm quân của Tưởng Giới Thạch đấy, đã giới thiệu Hồ Chí Minh và bảo lãnh cho Hồ Chí Minh, tức là can thiệp để cho Hồ Chí Minh ra khỏi nhà tù, là bởi vì họ nhìn thấy chỉ có lực lượng ở Việt Minh của Hồ Chí Minh để lãnh đạo mới có thể làm nội ứng cho Tưởng Giới Thạch để thực hiện kế hoạch Hoa quân nhập Việt, và đã bảo lãnh Hồ Chí Minh và can thiệp và Hồ Chí Minh được thả ra khỏi nhà tù. Nhưng mà khi trở về Việt Nam thì lãnh đạo phong trào cách mạng thì Nguyễn Ái Quốc đã không có thực hiện cái kế hoạch của Tưởng Giới Thạch, đó là chuẩn bị đón tiếp quân Tưởng vào theo cái kế hoạch Hoa quân nhập Việt mà ông đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành chính quyền trong khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Trở thành, đưa nhân dân trở thành chủ nhân của đất nước chứ không đón ngoại viện cả. Từ tháng 8 năm 1945 cho đến năm 1969, lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành kháng chiến
chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân. Và thì cái tư tưởng của những cái quan điểm của Hồ Chí Minh về những cái vấn đề của cách mạng Việt Nam được phát triển và hoàn thiện. À, trong đó thì không chỉ có tư tưởng về cách mạng giải phóng dân tộc mà hình thành một loạt những cái quan điểm về cả vấn đề về xây dựng đảng, rồi vấn đề về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, và rồi quan điểm về xây dựng và phát triển cái lĩnh vực đối ngoại như thế nào, xây dựng nền kinh tế ra sao, xây dựng văn hóa thế nào. Thì đó là hình thành khi mà lãnh đạo đất nước và thực hiện vừa kháng chiến vừa kiến quốc, thì đã hình thành cái hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề của cách mạng Việt Nam, bao trùm toàn bộ những cái vấn đề vừa cách mạng giải phóng dân tộc, vừa là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì đó là quá trình hình thành cái tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc. Và cho đến cuối đời năm 1969, khi ông qua đời, thì cả cuộc đời của Hồ Chí Minh đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Ông được thế giới vinh danh là nhà văn hóa, nhưng ông chưa bao giờ nhận mình là nhà thơ, nhà văn cả. Ông chỉ nhận là một nhà hoạt động chính trị thôi. Và cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh vẫn còn dang dở bởi những cái mục tiêu và những cái hoài bão mà ông theo đuổi, là nó vẫn chưa phải là trọn vẹn, mà vẫn chưa đi đến cái kết cục mà ông mong muốn, đó là làm sao cho nước nhà được độc lập, nhân dân hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Lúc người ra đi thì miền Nam vẫn còn trong tình trạng chiến tranh, đất nước chưa được giải phóng, chưa được thống nhất, và mơ ước cuối cùng đó là giải phóng miền Nam, trở lại thăm đồng bào, chiến sĩ và nhân dân miền Nam không được thực hiện. Và trong di chúc và để lại, thì Hồ Chí Minh đã viết rằng là điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn đảng, toàn dân đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp của cách mạng thế giới. Ông không hối tiếc điều gì cả, và chỉ hối tiếc rằng là không thể phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân lâu hơn được nữa. Như vậy cho đến năm 1969, những cái quan điểm cách mạng về cách mạng giải phóng dân tộc, về những cái vấn đề của cách mạng Việt Nam, như là về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thì phải xây dựng một chế độ xã hội như thế nào, xây dựng một nền văn hóa ra làm sao, hoặc là cái tư tưởng về quân sự, tư tưởng về đối ngoại, là tư tưởng về phát triển, xây dựng và phát triển xã hội, xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng phát triển con người Việt Nam là như thế nào. Thì trong quá trình hoạt động thực tiễn cách mạng và lãnh đạo và nhân dân tiến hành cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội và tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc, thì những quan điểm đó được đảng ta sau này nghiên cứu và tổng kết và thành cái hệ thống, cái quan điểm và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh ông chưa bao giờ viết ra rằng đó là quan điểm, là tư tưởng của mình cả. Ông không thấy rằng mình là một nhà tư tưởng, ông không phải là một nhà hoạt động về tư tưởng, không phải là người mà hoạt động chuyên về nghiên cứu tiếp về lý luận cách mạng giống như Marx, Engels và Lenin, mà ông phải là nhà hoạt động thực tiễn cách mạng và lý luận tư tưởng cách mạng. Tư tưởng của ông được các thế hệ sau, trong đó chủ yếu là Đảng Cộng sản Việt Nam, trước hết là Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên cứu tổng kết và đúc rút ra từ những bài viết, bài nói và những cái hoạt động thực tiễn và cách mạng của thực tiễn chỉ đạo cách mạng và cuộc đời hoạt động cách mạng của người. Đó là cái quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh từ năm 1969. Về giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, để tư tưởng Hồ Chí Minh có giá trị to lớn đối với cách mạng Việt Nam, đó là nó là cái ngọn cờ soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam là giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và thống nhất, giành độc lập hoàn toàn. Mặc dù Hồ Chí Minh qua đời khi mà cuộc cách mạng giải phóng dân tộc chưa hoàn thành, nhưng những quan điểm cách mạng của ông về cách mạng giải phóng dân tộc luôn là ngọn đuốc soi đường cho Đảng và nhân dân Việt Nam tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc và đồng thời xây dựng đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và xây dựng con người Việt Nam trong một xã hội mới, xã hội độc lập. Những quan điểm của ông cho đến ngày nay vẫn còn giá trị soi đường cho cách mạng Việt Nam trong việc xây dựng một nước Việt Nam đi theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng con người Việt Nam trong một cái xã hội hội nhập kinh tế quốc tế, thì nó vẫn còn nguyên giá trị.
đối với lý luận cách mạng, tức là đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, thì những quan điểm của Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh là cái cơ sở lý luận cách mạng để soi đường chỉ lối cho Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng cái lý luận cách mạng của mình, tức là xây dựng cái đường lối chính sách của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam là từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 7 năm 1991 đã khẳng định là Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động. Tức là những cái lý luận cách mạng của Đảng, những quan điểm chủ trương của Đảng phải dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác và Hồ Chí Minh. Đối với sự phát triển của nhân loại, tư tưởng Hồ Chí Minh thì vượt qua tầm ảnh hưởng của đối với dân tộc Việt Nam. Ông là một nhà hoạt động quốc tế, là một nhà hoạt động thực tiễn, có kinh nghiệm hoạt động quốc tế rất là phong phú, và ông có ảnh hưởng không chỉ đối với dân tộc Việt Nam và còn đối với những dân tộc khác trên thế giới. Mặc dù chúng ta không chứng minh được rằng là những cái dân tộc khác trên thế giới họ lấy cái tư tưởng Hồ Chí Minh làm cái quan điểm, làm cái định hướng cho phát triển dân tộc mình, nhưng ở thời đại của Hồ Chí Minh thì khi nói đến Hồ Chí Minh là nói đến hiện thân của những cái khát vọng của thời đại, khát vọng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Ông là hiện thân của những khát vọng đó, và ông là nguồn động lực, là nguồn sức mạnh cổ vũ cho các dân tộc thuộc địa, cho nhân dân lao động thế giới đứng lên giải phóng dân tộc và giải phóng chính mình. Là động lực để góp phần giải phóng các cái dân tộc trên thế giới. Và con đường cứu nước giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc đã nghiên cứu và lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi theo, thì nó là một cái lý luận cách mạng mới bổ sung vào lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác, cái quan điểm về cách mạng giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Và bạn bè cũng như nhân dân thế giới là vẫn coi Hồ Chí Minh là một cái biểu tượng cao đẹp, là giá trị, là thế nào mở mic rồi. Hồ Chí Minh được coi là biểu tượng của lương tri và phẩm giá con người, là người đã suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Hồ Chí Minh là cái hiện thân không chỉ văn hóa, con người, ý chí Việt Nam, mà còn là hiện thân của một nền, như một cái nhận xét của nhà văn Nga, đó là Hồ Chí Minh, ở Hồ Chí Minh phát một cái nền văn hóa không phải là văn hóa phương, mà là một nền văn hóa của tương lai. Một con người vừa khiêm tốn, vừa giản dị, nhưng hết sức cao quý. Là một người có tri thức, có hiểu biết, nhưng hết sức giản dị, cả khiêm tốn. Và thì Hồ Chí Minh, cái ảnh hưởng của Hồ Chí Minh đối không chỉ đối với dân tộc Việt Nam, mà ông còn có cái ảnh hưởng đối bạn bè quốc tế, ảnh hưởng đối với cái phong trào giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới. Đó là phần quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh và giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam và đối với sự phát triển của cách mạng thế giới. Cô đã trình bày xong cái phần chương số 2. Chúng ta giải lao 20 phút đi ha. Các bạn ăn sáng, cà phê, cà pháo gì trong vòng 20 phút. Sau đó thì chúng ta sẽ trở lại làm việc. Ok. Dạ cô ơi, Thôi. dạ con xin lại cái link Google Drive đâm đỡ mạng. Con từ hôm bữa đến giờ em Được. chưa vô được ạ, nó có bị lỗi. Rồi. Chút nữa cô sẽ Dạ gửi mạng vì này nó cũng bị chập chờn. Chút nữa cô gửi lên phần chat ha. Bạn nào chưa đăng nhập vào thì đăng vào. Bài cuối kỳ các em cũng sẽ nộp ở trên đó, nên là không có lý do gì mà đăng nhập vào để mình nhận cái nhiệm vụ và thuyết trình hàng tuần, hàng mỗi buổi, và chúng ta nộp bài. Ok, chúng ta nghỉ giải lao ăn sáng đi các em. cô ơi, Rồi. hôm nay nhóm nào thuyết trình với cô? Chưa xác định được, cứ bước vào thuyết trình sẽ biết. Nhóm nào cũng phải làm việc, các bạn không thuyết trình thì các bạn sẽ trả lời câu hỏi, tức là phần phản biện. Phần bài thuyết trình của các bạn thì tối đa các bạn chỉ có 4 điểm thôi, cho nên chủ yếu là chúng ta sẽ làm việc với nhau trong phần thảo luận, trả lời câu hỏi của hỏi và trả lời câu hỏi. Nếu các bạn không hỏi thì cô sẽ hỏi. Nên cứ yên tâm là nếu nhóm mình không thuyết trình thì nhóm mình cũng làm việc như những nhóm khác, không cần biết trước.
khi nào vào thì chúng ta sẽ bốc lên ha. Và trên lớp thì cô sẽ bốc thăm, còn ở đây thì cô sẽ gọi các bạn. Nhóm nào rồi cũng sẽ thuyết trình thôi. Ok, chúng ta cứ ăn yên tâm, ăn sáng đã. Thì chúng ta nghỉ 3 ngày thôi, ngày thứ tư tức là rơi vào thứ là chúng ta sẽ học vào ngày thứ ba luôn. Chúng ta không nghỉ ngày thứ ba nữa. Được không? Là nó rơi vào mấy không chuyển sang học buổi tối luôn. Mùng 3 tháng 5 đó chính. Mùng 3 tháng 5 đó các em. Và không chuyển sang buổi tối cũng được, để khỏi vướng gì hết. Lịch mùng 3 các bạn, mùng 3 tháng 5 có ai vướng gì không? Chỉ vướng đi ăn chơi thôi, nghỉ bù mà. Kết kiểm tra. Ủa mồng 3 tháng 5 á, mồng 3 là mồng 3 Tây luôn đó. Tức là thứ 3 tuần này đúng không? Là ngày 19 rồi này, thứ 3 tuần sau là ngày 26 và thứ 3 tuần sau nữa là ngày mồng 3 tháng 5 nè. Lịch của chúng ta là ngày 29 tháng 4 là chúng ta kết thúc, thì bù thêm một buổi nữa là ngày mồng 3 tháng 5 là rơi vào thứ 3 đó các em. Thứ ba ngày mùng 3 tháng 5. Được đúng không? Tại vì cô nghĩ cái ngày đó là ngày nghỉ bù á, thì chúng ta nghỉ 3 ngày thôi ha. Học một ngày đó đi để cô giao bài. Giao bài ở giữa thì cũng được, nhưng mà cô thấy các em cô không nghỉ bao nhiêu hết. Tại vì cái tuần kế tiếp là chúng ta sẽ học 2 buổi, tuần này chúng ta học 1 buổi thì tại vì chúng ta học chưa có bao nhiêu cả, cô không có muốn giao bài. Thì để chúng ta học hết đi, rồi cô giao bài các em làm trong vòng 1 tuần 10 ngày gì đó. Không, thi cuối kỳ. Cái thằng Minh Nhật này thi cuối kỳ là thi trắc nghiệm. Đầu giờ cô đã nói rồi, không nói rồi mà. Thi trắc nghiệm cho nên là các bạn chịu khó đọc vấn đề cơ bản, đọc và thuyết trình, nắm nội dung cơ bản. Chúng ta sẽ thi trắc nghiệm. Đề tiểu luận là tiểu luận giữa kỳ thôi. Giữa kỳ 20% là chúng ta làm một bài, viết một bài tiểu luận khoảng 10 trang, 10 trang thôi. À, còn cuối kỳ là các em làm bài thi trắc nghiệm 40 câu trong vòng 45 phút. Ok, rõ ha. Thống nhất, rồi thứ ba chốt lịch ha. Thứ ba ngày mùng 3 tháng 5 chúng ta sẽ học bù. Chốt ha. Rồi bù xong là coi như buổi đó cũng kết thúc luôn. Thống nhất như vậy. À, còn một việc nữa là cô nhờ hai bạn nữ, cô sẽ gửi cái email của cô lên trên này. Cô sẽ nhờ hai bạn nữ là bởi vì mạng thì nó hay chập chờn, có lúc là bị cúp điện, có lúc là tự nó ao ra. Thì khi mà cô ao ra là nó sẽ không còn cái phần chat nữa. Các bạn ao là nó tự động sẽ mất phần chat. Cho nên thì A còng đợi nha, đánh xong cái mail đã. Cho nên có nhờ hai bạn nữ là cứ cuối buổi ấy thì các em copy cái phần chat, các em dán về máy cho cô, copy lưu về máy, lưu ở đó cho cô. Bạn nào cũng lưu, hai đứa buổi nào cũng vậy, copy lưu về máy cho cô. Tại vì phòng khi mà thứ nhất là cô trục trặc, cô bị ao ra thì nó vẫn còn cái, các em copy cái phần chat thì nó vẫn còn cái phần chat đó, là cô sẽ dò để tính điểm phản biện cho các em, có điểm trả lời câu hỏi và điểm trả lời trắc nghiệm luôn ha. Thì cô sẽ dò lại cái phần chat để tính điểm, còn nếu mất thì mất luôn, không biết đường nào để dò cả. Với trước á, là nó có cái phần ghi âm thì có thể ghi hình và ghi cái phần chat luôn, nó sẽ gửi email. Nhưng bữa nay là nó cắt luôn cái phần ghi âm rồi, cho nên là có cái phần đó nữa là tự mình phải copy lại mang về, còn nếu không là tắt máy là mất luôn. Thì có thể là có lúc thì quên tắt nhầm, có lúc thì do cúp điện, nói chung là nó trục trặc nha, thì nó sẽ bị mất, thì cô sẽ bị mất cái phần chat đó. Cho nên cô nhờ bạn thứ nhất là bạn Mỹ Duyên và bạn thứ hai là bạn Gia Hân ha. Cứ cuối mỗi buổi thì các em cứ
chép và dán về máy. Tại vì có khi cô cũng chép, cô nhớ, cô vẫn chép. Nhớ là ít khi quên lắm, nhưng mà có thể chép xong rồi, có khi về máy rồi nhưng mà nó vẫn mất, chưa kịp dò là nó vẫn mất. Thì nó lộn xộn gì đó thì chưa biết được. Tức là phòng khi trục trặc thì các em vẫn còn lưu cái phần chat đó. Thì nếu mà cô thì cứ lưu về máy cho cô đến khi kết thúc học phần ha, để đó ha, đừng bỏ ha. Ok, Hồng Gia Hân và Mỹ Duyên giúp cô nha. Hai đứa kia lên tiếng, mau lên. Dạ. Yeah. Rồi ok, nhớ nha. Rồi giao việc rồi đấy, giao nhiệm vụ rồi đó. Tại vì phòng trục trặc cô đã bị out ra rồi, có lúc đang dạy là bị cúp điện luôn. Đó, nghỉ luôn mà không biết làm sao. Bây giờ không biết làm sao thì nhóm trưởng các nhóm. Các bạn có làm nhóm để lập nhóm để làm bài không? Đó đúng không? Một là các bạn ép cô vào. Ép cô vào để có trục trặc gì hoặc có cần các bạn cần trao đổi gì thì các bạn sẽ liên lạc với cô ha. Hoặc là có trục trặc gì thì cô cũng còn có cái đường để liên lạc với lớp, còn không thì lại phải đi tìm kiếm người khác hỗ trợ. Cho nên là nhóm trưởng ép cô vào nhóm ha. Nếu các bạn cần hỗ trợ gì thì cô sẽ hỗ trợ nhóm trực tiếp, hoặc là nó có trục trặc gì thì cô sẽ liên hệ với các em. Rồi coi như xong việc. Sẽ sang phần thuyết trình. Chúng ta sẽ chia làm hai phần, hai cho hai nhóm thuyết trình, hai nhóm trình bày. Phần thứ nhất là cơ sở thực tiễn và cơ sở lý luận. Phần thứ hai sẽ là nhân tố chủ quan. Nhóm nào tình nguyện thuyết trình? Cho tình nguyện trước, không cần bốc thang. Nhóm số cô đọc tên nhóm này, các bạn lưu ý khi mà nộp bài ấy, thì cô đã dặn là các bạn nộp một bài duy nhất ha, chỉ một bài duy nhất thôi, đại diện bạn nào trong nhóm cũng được, chúng ta phân nhau ra để nộp, phân công người nộp đàng hoàng cho cô nha. Không có ai nghĩ là người này nghĩ người kia nghĩ người này, cái quên mất tiêu không nộp bài là các em có điểm không đấy nha. Thì nhóm trưởng một là trực tiếp gửi bài cho cô, hai là phân công các bạn, tức là bạn nào tổng hợp cái file cuối cùng á gửi lên cho nhóm xem, và cái bạn tổng hợp đó phân công luôn là gửi cho cô ha. Nhóm trưởng phải chịu trách nhiệm ha, là trước ngày, trước cái buổi thuyết trình là cô sẽ phải có bài rồi. Nếu không có bài thì không có cơ sở nào để tính cái bài chuẩn bị thuyết trình cho các em cả. Cho nên nhóm trưởng sẽ chịu trách nhiệm phân công người làm việc và phân công người, nếu không gửi thì phân công người gửi cho cô. Mỗi nhóm chỉ gửi trực tiếp một bài duy nhất thôi, một bài hoàn thiện duy nhất thôi. Và ở cái bài đó thì các em ghi rõ là nhóm nào ha, cho cô khỏi phải dò. Không cần danh sách nhóm, thì danh sách nhóm cô sẽ tự lập để cô làm cái bảng điểm. Còn khi gửi bài á, các em ghi rõ là nhóm đó là nhóm số mấy ha, nhóm số mấy nộp bài, để cô khỏi phải dò xem là tên này đứa này là ở nhóm nào, mất thời gian nha. Là nhóm số 2 sẽ là nhóm của Hoàng Anh, nhóm số 4 là nhóm của Mỹ Duyên, nhóm số 3 là của Hồng Hân, nhóm số 5 là của Gia Hân, số 6 là của Hồng Huy, số 8 là của Anh Kiệt, và nhóm số 7 không, của Anh Tuấn. Là như vậy, chúng ta có 8 nhóm ha, các nhóm trưởng. Nếu chúng ta có thay đổi cái tên nhóm so với cái phần mà các bạn gửi danh sách cho cô thì các bạn lưu ý chúng ta thứ tự tên nhóm của chúng ta. Ok, nhóm nào chuẩn bị thuyết trình? Được, nhóm của Khang hả? Khang là nhóm số mấy Khang? Nhóm em là nhóm 1 ạ. Rồi, nhóm số 1, ok. Nhóm sự Khang sẽ trình bày phần cơ sở thực tiễn và cơ sở lý luận. Nhóm số 1 Khang là nhóm trưởng hả? Nãy giờ chưa đọc nhóm số 1 luôn, phải không? Hay là bạn dạ, Hồng? Rồi, ok. Cô,
Đầu buổi là cô có đặt cho cái nhóm của em là nhóm số 1 đó cô coi. Nhóm số 1 hạt là nhóm của Dạ, anh nó hả? bị trùng đó cô. Cái cô coi còn số nào rồi chưa có được nha. Trang, Vĩnh Khang. Nhóm của Vĩnh Khang là nhóm số 6 mà Khang. Nhóm số 6 là bạn nào nhóm trưởng? Cô thấy trên... Đúng không Khang? Trình Không, ban Vĩnh... đầu nhóm em đặt là nhóm 1 rồi cô. Trình Vĩnh Khang đúng không? Nguyễn Khánh Khang. Nguyễn Khánh Khang. Ủa giờ còn thêm nhóm nữa hả? Nguyễn Khánh Khang đúng rồi, nhóm này chưa có danh sách này. Nhóm này đã có nhóm 1 rồi, nhóm này chuyển thành nhóm 9 cho cô nha Khang. Dạ vâng. Nhóm số 1 sẽ thành nhóm số 9 rồi, là chúng ta có tới 9 nhóm. Cô chưa dò được danh sách của nhóm bạn Khánh Khang. Nhóm này có bao nhiêu người Khang? Nhóm 1 em có gửi danh sách đầu À, tiên luôn mà cô. đầu tiên mà nãy giờ chưa ra. Hôm giờ lu bu ngày nào cô cũng bận, cô chưa dò, hôm qua cô quên, qua có thời gian mà cô quên. Nhóm này tổng cộng có bao nhiêu người? Nói đi Nhóm cho em có nhanh. tổng cộng 9 người ạ. À? À, rồi ok, chuẩn bị thuyết trình đủ không? Dạ đúng ạ. Rồi ok các bạn, thuyết trình phần thứ nhất. Đây là nhóm số 9 ha. Dạ, tin. Ok. Oanh không thấy ra nhóm của Thục Oanh này, nhóm của anh Kiệt này, Tùng Thiện, Thiện Tùng này, anh Tuấn này, nhóm số 5 của Gia Hân, Hoàng Anh, Hồng Huy. Ủa sao cô không thấy danh sách vậy Khang? Em gửi ở À trên nó nằm ở Classroom. dưới, rồi rồi nó nằm ở dưới, nằm ở dưới. Rồi cô thấy rồi. Còn sót. Rồi các bạn chuẩn bị. Ủa, sao không? Rồi. Các bạn chuẩn bị chiếu bài lên chúng ta trình bày. Nguyễn Minh Thi. Nhóm số 9 Minh Thi, Hải Nhi, Ngô Hải Nhi, Anh Vi, Tuyết Vi, Mỹ Trinh, Vi, Mỹ Trinh, Văn Trung, Minh Nhật, Hồng Như, Trần Hồng Như, Võ Minh Nhật, Nhật Minh, Hồng Như, Nhật Minh. Đâu trời. Mình chiếu được chưa cô? Chiếu lên làm đi, kể cô đang dò danh sách xong rồi.
Rồi thì xin chào cô và các bạn. Thì hôm nay nhóm 1 sẽ trình bày về cơ sở lý luận để hình thành tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì để mở đầu thì chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã vang vọng mãi những lời nói bất hủ của bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng công bố với quốc dân, đồng bào và toàn thế giới ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thì trên chặng đường ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, mỗi khi đất nước lâm nguy thì non sông nước ta lại sản sinh ra những anh hùng dân tộc đứng lên lãnh đạo nhân dân, giành lại chính quyền, bảo vệ nền độc lập nước nhà. Đã 77 năm trôi qua kể từ ngày 2 tháng 9 năm ấy, có biết bao biến động, biết bao thử thách khôn cùng mà dân tộc ta đã phải vượt qua để thực hiện hóa những tư tưởng vĩ đại chứa đựng trong bản tuyên ngôn độc lập. Cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự tổng hòa và phát triển biện chứng tư tưởng, văn hóa truyền thống của dân tộc, tinh hoa tư tưởng phương Đông và phương Tây với chủ nghĩa Marx Lenin làm nền tảng, cùng với thực tế của dân tộc và thời đại, qua sự tiếp biến và phát triển của Hồ Chí Minh, một con người có tư duy sáng tạo, có phương pháp biện chứng, có nhân cách, nhân phẩm, cách, phẩm chất cách mạng tạo nên. Và để có thể tiếp tục vận dụng đúng đắn tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc đổi mới và phát triển này, thì chúng ta cần hiểu rõ hơn cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Để bắt đầu, chúng ta sẽ đến với phần nội dung. Và phần nội dung đầu tiên sẽ là giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thì quá trình dựng nước và giữ nước đã hình thành nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó là truyền thống yêu nước, đoàn kết, là sự cần cù, sáng tạo trong lao động, anh dũng kiên cường trong chiến đấu, là ý chí vươn lên vượt qua khó khăn, thử thách, là tinh thần tương thân, tương ái. Trong các giá trị đó thì chủ nghĩa yêu nước truyền thống là giá trị xuyên suốt lịch sử dân tộc Việt Nam, là tư tưởng, tình cảm cao quý và thiêng liêng nhất, là chuẩn mực đạo đức cơ bản của dân tộc, là cội nguồn trí tuệ sáng tạo và lòng dũng cảm của con người Việt Nam. Đây là nguồn gốc, là một cơ sở quan trọng hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh. Bạn ơi, hình như slide chưa chạy á. Bấm slide cho nó chạy đi, Minh Nhật Minh. Bấm sang phần 2 Minh ơi. Thì toàn màn hình đó bạn. Văn hóa phương Đông. Dạ. Bấm sang văn hóa phương Đông á. Ok. Tiếp theo em xin trình bày phần văn hóa phương Đông ạ. Tinh hoa văn hóa tư tưởng phương Đông kết tinh trong ba học thuyết lớn. Thứ nhất là Nho giáo, thứ hai là Phật giáo, thứ ba là Lão giáo. Đó là những học thuyết có ảnh hưởng sâu rộng ở phương Đông và ở Việt Nam trước đây. Thứ nhất là Nho giáo thì Hồ Chí Minh đã kế thừa và đổi mới tư tưởng dùng nhân trị, đức trị để quản lý xã hội. Xây dựng một xã hội lý tưởng trong đó có công bằng, bác ái, nhân, nghĩa, trí, dũng, tín, liêm được coi trọng để có thể đi đến một thế giới hòa bình và không có chiến tranh. Các dân tộc có quan hệ hữu nghị và hợp tác. Kế thừa đổi mới phát triển tinh thần đạo đức của Nho giáo trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của con người trong công tác xây dựng đảng về đạo đức. Theo người thì tuy Khổng Tử là phong kiến và tuy trong học thuyết của Khổng Tử có nhiều điều không đúng, song những điều hay đó thì chúng ta nên học. Tiếp theo, đối với Phật giáo thì Hồ Chí Minh đã kế thừa phát triển tư tưởng từ bi, vị tha, yêu thương con người, khuyến khích làm việc thiện, chống lại những điều ác và đề cao quyền bình đẳng của con người và chân lý, khuyên con người sống hòa đồng, gắn bó với đất nước,
những quan điểm tích cực đó của Phật giáo được Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo để đoàn kết đồng bào theo đạo Phật, đoàn kết toàn dân vì nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, dân chủ giàu mạnh. Ngoài ra thì Hồ Chí Minh còn chú trọng kế thừa, phát triển những tư tưởng nhân bản, đạo đức, tích cực trong Phật giáo vào việc xây dựng xã hội mới, con người mới, Việt Nam mới. Đối với Lão giáo thì Hồ Chí Minh đã kế thừa, phát triển tư tưởng của Lão Tử, khuyên con người nên sống gắn bó với thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường sống. Kế thừa phát triển tư tưởng thoát mọi ràng buộc của vòng danh lợi trong Lão giáo, thì người khuyên cán bộ, đảng viên ít lòng tham muốn về vật chất, thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư và hành động theo đạo lý. Ngoài ra, Hồ Chí Minh còn kế thừa phát triển nhiều ý tưởng của các trào lưu tư tưởng tiến bộ thời cận hiện đại ở Ấn Độ, Trung Quốc như chủ nghĩa Gandhi, chủ nghĩa tam dân của Tôn Trung Sơn. Tiếp đến phần văn hóa phương Tây, em xin mời bạn Hải Nghi thuyết trình ạ. Dạ, em xin tiếp tục phần thuyết trình. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, chủ nghĩa tư bản trên thế giới đã phát triển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Phần lớn các nước châu Á, châu Phi, khu vực Mỹ Latin trở thành thuộc địa và phụ thuộc vào các nước đế quốc. Các mâu thuẫn vốn tồn tại trong lòng chủ nghĩa tư bản, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản, mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với nhau, mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc ngày càng gay gắt, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh. Cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới, mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Ngày 2 tháng 3 năm 1919, Lenin thành lập ra Quốc tế Cộng sản tại Moscow. Quốc tế Cộng sản trở thành bộ tham mưu lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới. Tất cả những sự kiện trên đã tác động sâu sắc tới Hồ Chí Minh trong quá trình trên hành trình tìm đường cứu nước. Hồ Chí Minh tiếp cận những văn hóa phương Tây khá sớm và trên hành trình tìm đường giải phóng dân tộc, người đã tiếp thu những giá trị tích cực, tiến bộ của văn minh phương Tây. Người kể, khi tôi độ 30 tuổi, lần đầu tiên tôi được nghe ba chữ Pháp: tự do, bình đẳng, bác ái. Và từ thuở ấy, tôi rất muốn làm quen với nền văn minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn đằng sau những chữ ấy. Hồ Chí Minh đã kết thừa phát triển tư tưởng nhân quyền, dân quyền trong tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ, tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của Pháp. Người nghiên cứu tiếp thu chọn lọc tư tưởng nhân văn, dân chủ và nhà nước pháp quyền của các nhà khai sáng phương Tây như Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Tiếp theo là phần chủ nghĩa Marx Lenin, bạn Nhật Minh sẽ trình bày. Tiếp theo em xin phần bài phần chủ nghĩa Marx Lenin. Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và thời đại mới cũng như chủ nghĩa Marx Lenin là cơ sở lý luận quyết định bước phát triển mới về chất trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa Marx Lenin là thế giới quan, là phương pháp luận trong nhận thức và hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, có vai trò quyết định trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh trở thành người cộng sản trên cơ sở hiểu biết sâu sắc kho tàng trí thức của nhân loại từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Chủ nghĩa Marx Lenin có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng. Chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là chính sách của nó phù hợp với điều kiện nước ta. Có thể nói những gì đẹp đẽ của nhân loại đã hội tụ, hòa quyện với cái gốc văn hóa, truyền thống dân tộc, tạo nên một nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh vừa bình dị, thanh cao, vừa sắc sảo, mới mẻ và đầy lý thú. Tóm lại, Hồ Chí Minh đã kế thừa và phát triển những tinh hoa trong tư tưởng văn hóa phương Đông, phương Tây để giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam thời đại. Đến phần kết luận. Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo và phát triển của chủ nghĩa Marx Lenin ở Việt Nam. Chính vì vậy, đảng ta khẳng định lấy chủ nghĩa Marx Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động. Nội dung cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời là mục tiêu của cách mạng Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là mẫu mực của tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo. Bài học này phải đòi hỏi luôn xuất phát từ thực tế khách quan, phải tìm ra những hình thức, bước đi, cách làm phù hợp, phải luôn luôn biết gắn lý luận với thực tiễn, từ tổng kết thực tiễn mà bổ sung, làm phong phú thêm lý luận. Phần trình bày của nhóm em đến đây là hết hả? À, các bạn đã nghe nhóm số 9. Bạn Thi, bạn Khang, bạn Hải Nghi và bạn Nhật Minh à, trình bày phần cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Là các nhóm, các bạn có bổ sung gì không? Các bạn có bổ sung gì không? Khi chúng ta nghe các bạn thuyết trình cũng là một lần chúng ta học lại, chúng ta ghi nhớ. Nhưng các bạn thuyết trình cũng có điều nó đủ và cũng có thể có những điều nó chưa đủ. Thì chúng ta bổ sung thêm. Các bạn có bổ sung gì không? Và nhóm số 1 của Thục Anh, các bạn thấy thế nào? Thì cũng có là tâm thế bạn có trình bày về lịch sử của Việt Nam cuối thế kỷ 19 đến 20. Nhưng nghĩ là có thể mình có thể nói bao quát rộng hơn một xíu. Cơ sở lý luận. Nếu cơ sở lý luận thì chúng ta sẽ không trình bày phần bối cảnh Việt Nam, mà các bạn chỉ trình bày về những cái cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, bao gồm có truyền thống. Nho giáo. Truyền thống thuộc vào cái nghĩa là phụ thuộc vào giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, thì tôi nghĩ là mình nên trình bày một xíu phái vết về Việt Nam nói chung, về cơ sở thực tiễn. Ý là cái đó là mới cái cơ sở lý luận, thì mình muốn thêm một xíu về cơ sở thực tiễn, một cơ sở thực tiễn Việt Nam và cơ sở thực tiễn của thế giới. Từ đó mà mình mới đưa được tới cái những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt được, là đó là từ trọng á cô, xong mình tới dân tộc Việt, xong rồi mình sẽ kiểu đi vào chung cái riêng, nhất là riêng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cái nhân tố nào để quyết định hình thành lên cái ý chí chủ quan của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phẩm chất hoặc là cái tài năng hoạt động mà thực tế mà ngài đem lại. Cũng được, nếu các bạn muốn cái đó là tụi em sắp xếp với cục ủy ban. Nếu các bạn muốn làm điều đó cũng được, nhưng các bạn phải nói ngắn gọn cái phần thực tiễn Việt Nam và thế giới ha. Cũng được, nhưng các bạn nói ngắn gọn thôi, giống như là một đoạn để giới thiệu thôi. Các bạn được đi vào sâu nội dung. Cô muốn hỏi là về phần nội dung cơ sở lý luận, các bạn có bổ sung gì không? Nói nhỏ quá anh, cái âm cho nó nhỏ vậy. Em thấy là nó cũng tương đối đúng hết rồi, kiểu nó cũng nói về Nho giáo, Đạo giáo, các đạo chính của Việt Nam mình, có nói sơ về truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thì nếu mà thêm một xíu thì có thể nói về một số tinh hoa văn hóa phương Tây. Đó là em nghĩ thôi, như còn em thấy tương đối đủ rồi. Ok em anh. Nhóm số 3 của Hồng Hân, các bạn có ý kiến gì không? Em nghĩ là em cũng có hơi đồng tình ý kiến với bạn Oanh đó cô. Với lại em nghĩ là nếu và cái phần mà phân biệt cái nói về cái nội dung của bên
Nho giáo, Phật giáo và Lão giáo thì em nghĩ là nên đi sâu hơn một chút về Bác Hồ đã học hỏi được gì, và cụ thể hơn là phát triển và sáng tạo những cái gì khác so với những cái truyền thống cái cũ. Ví dụ như là ở bên Nho giáo, ở bên Nho giáo thì có những cái yếu tố quan trọng giống như là nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm, trung, hiếu. Thì trung, đặc biệt là về trung và hiếu ở thời phong kiến, đó là trung với quân và hiếu với cha mẹ, là trung với vua, hiếu với gia đình cha mẹ. Nhưng mà sau khi mà Bác Hồ học hỏi và tiếp nhận đó và mở rộng nó ra, nó không, Bác Hồ mở rộng cái trường, cái khái niệm của nó rộng hơn. Nó không chỉ là trung với vua nữa, mà nó là trung với nước, trung với đất nước và hiếu với toàn dân, với nhân dân. Thì đó chỉ là một trong số những ví dụ. Thì em nghĩ là nên đi sâu vô là Bác đã học được cái gì và Bác mở rộng ra được cái gì thêm. Em nghĩ vậy. Ok, đồng ý. Hồ Chí Minh không chỉ học hỏi tiếp thu mà ông còn phát triển những cái quan điểm của Nho giáo, của Phật giáo trong cái thời đại Hồ Chí Minh, đúng không? Trong cái thời đại mới, ông còn phát triển những cái tư tưởng đó, làm cho nó mới lên, vẫn là trung, vẫn là hiếu, nhưng mà không phải là trung với quân, hiếu với cha mẹ nữa, mà trung với nước, hiếu với nhân dân. Không chỉ tiếp thu mà còn phát triển, đồng ý. Thực ra về nội dung các bạn vẫn có những cái điều nó chưa ổn lắm. Nội dung bao khái quát thì ok, ổn, nhưng mà đi vào cụ thể hơn một chút nữa thì nó chưa ổn lắm. Nhóm số 5, các bạn có ý nhận xét gì không? Bổ sung gì không? Dạ, về phần trình bày thì em nhận xét nhóm để thuyết trình trôi chảy với lại phân chia phần thuyết trình hợp lý. Còn về nội dung thì em nghĩ bạn Thục Oanh với lại bạn Hồng Hân góp ý để em đồng quan điểm với hai bạn đó. Đồng ý, đúng không? Nhóm số 8 của anh Kiệt. Dạ thưa cô, thì cái ý của em thì bạn Hân và nó cũng nó bổ sung rồi, còn nên em cũng đồng ý với cái ý kiến của em với lại bạn Hân. Rồi, đồng ý, giờ tới lượt cô. Trong giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, các bạn chỉ đề cập đến cái phần về truyền thống yêu nước, về chủ nghĩa yêu nước. Thực ra trong bảng giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh, ông ấy đã tiếp cận, ông đã nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu về con người, về văn hóa Việt Nam, có những cái hiểu biết sâu sắc về con người và văn hóa Việt Nam, và không chỉ tiếp thu chủ nghĩa yêu nước. Ở Hồ Chí Minh nó đẩy những cái giá trị truyền thống của Việt Nam, người ta gọi Hồ Chí Minh là hiện thân của con người Việt Nam, của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, của tinh thần dân tộc Việt Nam. Vậy thì nếu chỉ nói đến chủ nghĩa yêu nước chưa đủ, đúng không em? Vậy thì trong cái giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam mà Hồ Chí Minh là hiện thân, chúng ta phải nói đến những giá trị truyền thống nào? Chúng ta còn phải nói đến những giá trị truyền thống nào của con người Việt Nam mà Hồ Chí Minh đẩy nó lên một tầm cao mới? Ông không chỉ là hiện thân mà ông còn đẩy nó lên một tầm cao mới. Vậy con người Việt Nam không lẽ chỉ có cả tinh thần yêu nước, chỉ có chủ nghĩa yêu nước? Là Trà My. Dạ thưa cô, thì theo em nghĩ thì cái tinh thần của con người Việt Nam ngoài cái việc yêu nước ra thì họ có một sự đoàn kết. Tại vì theo như là cái tính chất của lao động thì cái tính chất lao động nông nghiệp nó phải cần rất là đông người. Thì vì vậy nên là cái tính chất của con người Việt Nam nó thêm một cái tính chất nữa, đó là sự đoàn kết rất là cao để có thể cùng nhau xây dựng được một cái công việc như vậy. Thì Hồ Chủ tịch đã nâng cao cái sự đoàn kết này bằng cách là khi mà muốn mọi người cùng nhau hoạt động về cách mạng, thì Hồ Chủ tịch đã lấy những cái phẩm chất này để đẩy lên một tầm cao mới, để khiến cho mọi người
dù là nông dân, dù là công nhân, dù là địa chủ hay tất cả mọi người dân tộc thì đều đoàn kết để chống lại giặc ngoại xâm. À đúng vậy, thực ra đoàn kết mục đích trước hết là chưa phải là để sản xuất, mà bởi vì nước Việt Nam chúng ta luôn phải đối mặt với ngoại xâm. Cho nên một trong những cái truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam là truyền thống ăn vào máu thịt của con người Việt Nam, đó là họ đoàn kết với nhau để trước hết chống giặc ngoại xâm, và thứ hai đó là để đoàn kết để sản xuất. Và Hồ Chí Minh là cái truyền thống đoàn kết ấy, của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển. Ông không chỉ đoàn kết để mà sản xuất, để mà chiến đấu, và không chỉ đoàn kết một nhóm người mà là đoàn kết toàn dân tộc, là đó là truyền thống đoàn kết. Ngoài đoàn kết ra thì con người Việt Nam còn có truyền thống, đúng vậy, sáng tạo, lạc quan, yêu thương con người, nhân nghĩa. Câu hỏi thứ hai là các bạn nói đến chủ nghĩa yêu nước, vậy thì chủ nghĩa yêu nước và lòng yêu nước nó có khác nhau không? Hồ Chí Minh đã kế thừa cái chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam, vậy thì chủ nghĩa yêu nước với tinh thần yêu nước và lòng yêu nước nó có khác nhau không các em? Mà có khác nhau không? Dạ, em nghĩ là nó cũng tương tự nhau. Tương tự nhau hả? Hải Diều, bạn Chiều cho rằng là cái lòng yêu nước và chủ nghĩa yêu nước nó giống nhau. Hay các bạn nó giống nhau không? Nó khác ở chỗ nào Thiện Tùng? Đồng ý, đúng vậy các em. Lòng yêu nước hay là tình yêu nước, nó là tình cảm ở mỗi con người, nó là cảm xúc các em, nó chỉ là cảm xúc thôi. Còn chủ nghĩa yêu nước nó là hành động, là ý chí, nó không chỉ là hành động mà nó còn là nó không chỉ là cảm xúc, là tình cảm, mà nó còn là hành động và ý chí. Yêu nước rồi, có tình cảm rồi thì phải biến nó thành hành động thực tiễn, phải quyết tâm giữ lấy tổ quốc, phải yêu gì. Thế là chủ nghĩa yêu nước là yêu gì các em? Nếu vậy thì nội dung của chủ nghĩa yêu nước là gì? Nếu vậy chúng ta nói Hồ Chí Minh kế thừa chủ nghĩa yêu nước, vậy thì ông kế thừa nội dung gì? Tôi coi là kế thừa toàn bộ tư tưởng và hành vi thể hiện tình yêu nước của dân tộc, của tổ quốc. Nó là tư tưởng và hành vi gì thưa anh? Ấy là hành vi thể hiện lòng yêu nước thôi. Nó cụ thể, nếu cần phải cụ thể hơn thì đó là nguyên tắc đạo đức chính trị. Nội hàm của chủ nghĩa yêu nước là gì các em? Nói đến chủ nghĩa yêu nước, người ta nói đến điều gì? Dạ, thưa cô, thì em nghĩ là chủ nghĩa yêu nước nó bao hàm rất là nhiều thứ. Nó bao hàm kể cả ý chí, kể cả tri thức của con người, kể cả tình cảm của mọi người với nhau. Thì nó sẽ bao hàm rất là nhiều. Thì nó sẽ giống như là một tổng hợp giữa khoa học, tình cảm và đất nước. Thì nó sẽ
giúp cho con người hiểu rõ hơn về về lòng yêu nước của mình, chứ không có chỉ riêng là mình chỉ có tình cảm thôi, thì nó sẽ không có làm bệ phóng để mà thúc đẩy con người đi lên, để thúc đẩy con người bảo vệ tổ quốc được. Nó phải bao hàm rất nhiều thứ, phải có tri thức, phải có cả tình cảm và ý chí vươn lên nữa. À, nếu xét về góc độ tình cảm thì đó là tình cảm như thế nào ha Trà My? Dạ thưa cô, nếu mà xét về tình cảm thì trước nếu hết xét về mặt tình cảm thì yêu nước là yêu cái gì? Dạ thưa cô, là trước hết xét về mặt tình cảm thì con người sẽ chỉ có tình cảm với những thứ thân thuộc với mình. Thì tình cảm yêu nước ở đây nó có nghĩa là mọi người yêu cái nơi mình sinh ra, yêu quê hương, yêu con người xung quanh mình, thì sau đó nó mới tiếp tục vươn lên, nhân rộng ra được. Là đúng vậy, yêu nước là yêu nơi chôn nhau cắt rốn, là yêu gia đình, yêu quê hương, yêu tổ quốc của mình, nhà và yêu con người, yêu những người xung quanh, yêu mến và trân trọng đối với những người xung quanh. Đó là tình cảm. Ý chí, nếu nói về ý chí của con người trong chủ nghĩa yêu nước, người ta sẽ thể hiện ý chí như thế nào hả các em? Xét về mặt ý chí, chủ nghĩa yêu nước nó bao gồm có tình cảm. Vậy thì ý chí con người thể hiện trong đó, đó là gì? Dạ thưa cô, em nghĩ là ý chí ở đây có nghĩa là mình không chịu khuất phục. Thì dưới ách thống trị thì mình không chịu khuất phục bởi sự ràng buộc. Mình yêu tự do nên là mình không thể nào mà chấp nhận được cái sự ràng buộc vô nhân đạo của ngoại xâm được. Đúng vậy, yêu nước còn là yêu độc lập, tự do, ngà và ý chí quyết tâm chống lại ách thống trị, chống lại sự xâm lược. À, quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm để mang lại độc lập tự do cho đất nước và hạnh phúc cho nhân dân. Hành động đó là phải biến những ý chí, những tình cảm đó thành hành động cụ thể, cứu nước, cứu dân trong lúc lâm nguy. Ngoài chủ nghĩa yêu nước ra thì con người Việt Nam, Hồ Chí Minh, ở Hồ Chí Minh chúng ta thấy rất rõ đó là cái lòng nhân đạo, là chủ nghĩa nhân đạo của con người Việt Nam. Truyền thống của một trong những truyền thống của con người Việt Nam đó là yêu nước gắn với nhân nghĩa các em. Và chúng ta không thể nói đến cái truyền thống Việt Nam mà không nói đến điều này, bởi nó là một phần máu thịt của con người Việt Nam. Nó khác, nó khiến cho cái chủ nghĩa yêu nước của người Việt Nam nó khác với những cái dân tộc khác trên thế giới. Vậy nhân nghĩa nó có nghĩa là gì? Trong truyền thống của con người Việt Nam thì nhân nghĩa là gì? Tuyết Anh. Tuyết Anh. Kiều Duyên. Kiều Duyên. Cứ gọi mà các bạn không lên tiếng có nghĩa là các bạn sẽ vắng, cô sẽ đánh vắng ha. Hải Chiều. Dạ, theo em nghĩ thì truyền thống nhân nghĩa của dân tộc ta thì được thể hiện qua thời xưa, ví dụ như là chống giặc ngoại xâm, chống giặc ngoại xâm, quan tâm về giúp đỡ những người khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, và kính trọng lễ phép với lại người lớn tuổi hơn mình, hoặc là biểu hiện một sự tôn trọng cho những người lớn tuổi hoặc là thầy cô giáo để dạy chỉ mình. Dạ, em nghĩ về nó như vậy. Đối với nhân dân thì đó là bảo vệ nhân dân trước cuộc chiến tranh xâm lược, đúng dạ, không? Đúng rồi. Vậy thì chúng ta nhân nghĩa, nhân dân ta, dân tộc ta nhân nghĩa với ai?
Dạ em nghĩ là nhân nghĩa với ai? Nhân dân ta nhân nghĩa với đất nước, với kiểu như thể hiện lòng nhân nghĩa với tổ quốc, với con người. Dạ với con người, ừ, với nhau, với tổ quốc, với con người, với dân tộc. Ừ. Dạ ok Hải Triều. Là anh Kiệt. Dạ, Kiệt. Ừ. Là nếu nói về nhân nghĩa thì nhân nghĩa có nghĩa là gì? Chúng ta nhân nghĩa với ai? Thưa cô, là theo đại dân đại nghĩa ở Hồ Chí Minh thì đó là phấn đấu, là sự nghiệp giải phóng dân tộc vì tự do hạnh phúc của con người, là cứu nước độc lập, tự do chủ nghĩa xã hội, tạo mọi điều kiện cho con người phát triển. Thì chữ nghĩa có nghĩa là ngay thẳng, nhân nghĩa với con. Yeah. Chúng ta đang nói là nhân nghĩa trong truyền thống của dân tộc Việt Nam nó kiệt, tức là chúng ta đang nói việc Hồ Chí Minh đã, ông đã kế thừa và phát triển cái truyền thống của dân tộc, và một trong những cái truyền thống quý báu rất đáng trân trọng để cho người Việt Nam khác với những dân tộc khác, đó là nhân nghĩa. Nhân nghĩa trong truyền thống của dân tộc Việt Nam, chúng ta chưa nói đến cái nhân nghĩa trong con người của Hồ Chí Minh. Vậy thì trong truyền thống dân tộc Việt Nam ấy, nhân nghĩa là nhân nghĩa với ai? Nhân nghĩa nó là cái gì? Cô, là nhân nghĩa là lẽ phải, là lẽ ngay thẳng. Không phải, nhân nghĩa nó là yêu thương, là bao dung, là độ lượng. Là vậy thì chúng ta yêu thương, bao dung và độ lượng với ai? Dân tộc Việt Nam khác với các dân tộc khác, họ không chỉ yêu chính dân tộc mình các em. Họ không chỉ yêu chính dân tộc mình đâu, họ không chỉ yêu con người trong, tức là những người đi làm cách mạng, họ không chỉ yêu nhân dân đâu. Mà thực ra nhân nghĩa trước hết nói đến bao dung độ lượng với con người nói chung. Dân tộc Việt Nam khác với dân tộc khác là họ dám bao dung và sẵn sàng bao dung với cả kẻ thù. Đúng không? Trong truyền thống của dân tộc Việt Nam, các bạn thấy nhân dân ta nhân nghĩa như thế nào? Với nhân dân, với dân tộc mình, đó là tình yêu thương, máu mủ, nghĩa đồng bào. Đó là chuyện đương nhiên, đúng không? Là yêu thương, là sẵn sàng bao dung, là tha thứ cho nhau, là giúp đỡ lẫn nhau. Trong khó khăn, hoạn nạn, đó là nhân nghĩa, là đoàn kết. Nhưng chúng ta không chỉ bao dung, yêu thương con người Việt Nam khác với các dân tộc khác, chính là bao dung với ngay cả kẻ thù. Đúng vậy không? Trong truyền thống dân tộc Việt Nam, nhân dân ta đã bao dung với kẻ thù như thế nào? Hải Triều. Dạ, theo em có được biết là nhân nhân ta được bao dung với kẻ thù thì em có coi ra các phim tài liệu thì em thấy các thời chiến tranh Mỹ thì các lính Mỹ ví dụ như bị bắt sống thì dân mình cũng khá là không kiểu như thù địch với mức không kiểu đánh đập, mà kiểu còn có cung cấp lương thực cho họ, luôn được bị bắt về không bị xử tử ngay lập tức mà bị giam giữ, xong rồi trả quyền tự do cho người ta sau khi quân Mỹ rút quân, chứ không có kiểu như bắt sống xong rồi giết. Dạ, em nghĩ vậy. Xong rồi tức là không đối xử tàn bạo đối với kẻ thù, đúng không? Dạ, đó là thời đại của Hồ Chí Minh. Thế còn trong truyền thống dân tộc Việt Nam thì sao? Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, trong truyền thống sâu xa của dân tộc Việt Nam thì sao? Nhân nghĩa thể hiện ở chỗ nào? Nhân nghĩa thể hiện ở chỗ là yêu hòa bình với tình hữu nghị với các dân tộc trên thế giới, đúng không? Cô hình như cô chưa bật mic đó cô. Ừ.
nó không phải thể hiện trong thơ của Nguyễn Trãi đâu, mà nó thể hiện trong hành động thực tiễn của dân tộc. Dân tộc ta đã nhân nghĩa như thế nào? À, trong thơ của Nguyễn Trãi đấy, ông ấy chỉ mô tả lại cuộc chiến tranh nhà của dân tộc Việt Nam thôi, chứ không phải nhân nghĩa trong thơ, trong văn, nó chỉ là lý thuyết. Ông phải sáng tác thơ văn để làm một nhà thơ, nhà văn để đời, mà ông phản ánh cái thực tiễn cuộc kháng chiến là chống quân Minh, của nghĩa quân Lê Lợi, đúng không? Quân Minh khi sang Việt Nam thì tàn bạo vô cùng, đuổi cùng giết tận, đúng không? Chém giết hết sức là dã man. Ví dụ ông mô tả là gì? Nướng nhân đêm cái ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ dưới hầm tay vạc. Những cái chuyện đó không phải không có, tức là có những lúc mà quân Minh giết hại đến hàng ngàn người và họ chôn nhân dân ta ở những cái hố chôn tập thể, có những hố chôn tới hàng ngàn xác, có cả ngàn xác con người, thậm chí là gì, mổ bụng rút ruột, rồi là gì, kể cả đối với phụ nữ mổ bụng để cảnh cáo, để đe dọa đối với nhân dân, những người mà chống đối quân Minh, dối trời trời lừa dân đủ muôn ngàn kế, gây binh kết oán trải 20 năm. 20 năm nhân dân ta phải chịu đựng dưới ách thống trị hết sức tàn bạo, đến mức mà gì, bại nhân nghĩa, nát cả đất trời, nặng thuế khóa sạch không đầm đối nha, ép người xuống biển, dòng lưng mò ngọc, ngán thay cá mập thường luồng, kẻ thì đem đi vào núi đại tìm vàng, khốn nỗi rừng sâu nước độc. Rồi là gì, xây nhà nay xây nhà mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa, nặng nề nỗi phu phen, tan tác cả nghề canh cửa, độc ác thay chúc Lam Sơn không ghi hết tội, dơ bẩn thay nước Đông Hải không rửa sạch mùi, lẽ nào trời đất chúng ta ai bảo thần dân chịu được. Tội ác tay trời như thế, không chỗ nào có thể ghi hết được tội. Nhưng mà gì, khi thua thì sao? Cái truyền thống của con người Việt Nam đó là khi kẻ địch đã thua thì không buồn cùng giết tận kẻ, đó là thể lòng thỏa lòng nhân nghĩa. Sau hội thề Đông Quan là tức là cái hội thề mà quân Minh khi đã bại trận được ra tha chết ấy, là gì, hơn 10 vạn quân Minh ra đầu hàng và được Lê Lợi tha chết, là đã tổ chức cái hội thề ở Đông Quan bên bờ sông Vị Hà. Thế sẽ không quay trở lại chiếm đất đai, xâm phạm đất đai, trả lại đất đai bờ cõi cho dân tộc Việt Nam. Thì sau hội thề Đông Quan là Lê Lợi đã đối xử nhân nghĩa. Tại hội thề này thì binh lính, tướng sĩ là kể tội quân Minh, cho rằng là bọn này không đáng được tha thứ. Nhưng Lê Lợi đã cho rằng là gì? Việc dùng binh lấy sự toàn quân là hơn cả. Nay hãy để cho lũ Vương Thông về nói với vua Minh, trả lại đất nước cho ta, không còn trở lại xâm lấn, thì ta còn cần gì hơn nữa, là hà tất phải giết hết để kết mối thù với nước lớn. Và Lê Lợi đã biết rằng là gì, đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo. Quân giặc đã khốn đốn cởi giáp xin hàng, tướng giặc bị cầm tù như hổ đói vẫy đuôi xin cứu mạng, thần vũ chẳng giết hại thể lòng trời, ta mở đường hiếu sinh, Mã Kỳ Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền, ra đến biển vẫn hồn bay phách lạc, Vương Thông Mã Anh phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về thì trước vẫn tim đập chân run. Tức là không những không đuổi cùng diệt tận, mà còn gì, cho nó tha chết, cho nó trở về đất nước, còn phải gì, cấp lương, cấp thuyền, cấp ngựa cho nó trở về đất nước. Để làm gì? Để không gây thù trước oán. Thế thì câu hỏi là tại sao nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam lại có truyền thống nhân nghĩa? Tại sao lại tha cho kẻ thù? Nó không phải tự nhiên đâu các em. Ở Nhật Bản chúng ta thấy sau cải cách Minh trị, nhà vua bị mang ra Ngọ Môn chém đầu. Không tha, lật đổ triều đại đó là phải xóa sạch. Vậy thì tại sao dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam lại có truyền thống nhân nghĩa? Tại sao lại không đốt sạch, giết sạch, không đuổi cùng, giết tận, không diệt trừ cỏ đến tận gốc? Tại sao không trừ cỏ đến tận gốc?
Khi nhân nghĩa, lúc đó người ta chỉ nghĩ đến cơm ăn áo mặc, đến cuộc sống hàng ngày, chứ không nghĩ đến chuyện được phải xây dựng một xã hội đẹp mà thọ lòng nhân nghĩa khoan dung. Khang. Nhân nghĩa nó xuất phát từ đâu? Nó không phải xuất phát từ ý niệm là mình phải sống cho tốt, sống cho đẹp. Thực ra là phải nhân nghĩa đấy các em, đúng không? Nó đuổi cùng giết tận, nè, ta không tha, gây ra những tội ác tày trời, bại nhân nghĩa, nát cả đất trời, giết hại biết bao nhiêu và nhân dân ta trong vòng 20 năm không phải là ít, đúng không? Vơ vét bắt nhân dân ta làm nô lệ phục dịch cho chúng, khổ không thể chịu đựng nổi. Nhưng mà tại sao ta vẫn nhân nghĩa, tại sao vẫn tha thứ? Mà nó lại còn là truyền thống từ đời này truyền qua đời khác, trở thành chủ nghĩa, trở thành ý chí, trở thành hành động. Vốn dĩ con người có lòng nhân đạo thế sao? Nó là bản năng hả? Vĩnh Thủy. Dạ, theo em là nếu mà mình đối xử nhân nghĩa với người khác thì người ta cũng sẽ ít độc ác hơn và từ đó nhiều người sẽ thương người hơn. Cho nên là chuyện không nhân nghĩa sinh ra cũng gì đó. Là để mà hướng thiện đối với con người hả? Dân tộc Việt Nam không phải là một dân tộc lớn để định hướng cho những dân tộc khác. Chúng ta là một dân tộc nhỏ. Hải Triều. Dạ, em nghĩ là theo em nghĩ thì nhân dân ta kiểu như có tinh thần nhân nghĩa là vì thời xưa thời chiến vô cùng cực khổ thì nhân dân ta để kiểu như đều sống cùng nhau, bao bọc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đối nhân xử thế tốt với nhau giữa người với người, nên là cái nhân nghĩa đó đã ăn sâu vào trong máu của người dân Việt Nam, và cũng từ đó dẫn tới cái lòng từ thiện nhân ái đối với cái quân địch mặc dù họ xâm chiếm nước ta, kẻ thù xâm chiếm nước ta. Dạ, em hết. Nếu mình đã chỉ rằng và Phi Hùng. Dạ, thì em nghĩ là tại vì nước ta là một nước không quá mạnh nên là khi mà có chiến tranh xảy ra thì hậu quả của nó đem lại khá là lớn, và cái việc nhân nghĩa của nhân dân ta là đời sống được ấm no và đơn giản hạnh phúc, là đơn giản là mọi người được sống nên là bình yên, nên là để hạn chế được những cái tổn thương của chiến tranh gây ra thì sử dụng biện pháp hòa giải hoặc là biện pháp hòa bình để giảm thiểu đi cái tổn hại đó thôi. Đúng vậy. Thực ra nhân nghĩa là bảo vệ chính mình các em, không phải vì người khác mà là vì chính mình, đúng không? Mình làm gì vì chính mình trước đã. Vậy thì vì điều gì? Có thứ nhất như các bạn nói đúng vậy, nó là truyền thống rồi, đúng không? Nó đi từ đời này đến đời khác, nó là chuyện mà chúng ta làm thường xuyên, nhân dân ta làm thường xuyên thì khó khăn gian khổ, cho nên họ yêu thương đùm bọc lẫn nhau, yêu thương con người. Nhưng đó chỉ là điều phụ cho các em. Giả sử đặt trong trường hợp đi, ở đâu có thằng ăn cướp nó vào nó giết cả nhà mình, đúng không? Vì nó hành hạ nhân dân trước hàng ngày mà trải qua mấy chục năm dòng, đúng không? Đời nào phong kiến Trung Quốc chẳng xâm lược chúng ta. Thì nếu như thấy rằng là gì, nó đuổi cùng giết tận, ngày hôm qua nó còn giết hại đồng bào mình, nhân dân mình, đúng không? Giết người uống máu không biết ghê sợ, không chùn tay, thì liệu rằng ngày hôm nay mình có tha thứ cho nó được không? Dễ không các em? Không dễ, không hề dễ, đúng không? Cho nên tha thứ nhân nghĩa là vì mình trước chứ không phải vì người. Vì mình là vì sao? Là bởi vì dân tộc chúng ta, như cô nói, là một dân tộc nhỏ, chúng ta thường xuyên phải đối mặt với chiến tranh. Và các em nói đúng là nếu như không tha cho nó,
nó còn mạnh hay nó yếu, nó thua nhưng nó không yếu, nó thua keo mày nó bày keo khác. Nếu gây thù trước oán là như Lệ nói, như Lê Lợi nói đấy, nếu gây thù trước oán thì muôn đời sẽ không bao giờ tắt được chiến tranh. À, cho nên tôi tha cho nó để thả lòng, tỏ lòng nhân nghĩa, để mà sống hòa hiếu với nhau, để mà giữ bình yên cho nhân dân, là để cho cốt là để cho binh lính được nghỉ ngơi dưỡng sức, nhân dân được nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng ta vì chúng ta chứ không phải là vì kẻ thù đâu em, vì để sống đẹp đâu, không. À, quy luật nhân quả à, là gì, là có đi có lại, đúng không? Nó không sống đẹp tại sao chúng ta phải sống đẹp, đúng không? Là người ta nói rằng là đi với ông bà ta vẫn nói rằng là gì, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì cần phải mặc áo giấy. À, nó có tà tâm, là nó ác thì gì, và chúng ta cũng không thể nào mà gì, à chỉ nói là mày không được làm như thế, không. Nha, nếu nó sử dụng bạo lực thì mình cũng phải sử dụng bạo lực để chống lại cường quyền. À, nhưng có điều là gì, khi kẻ thù đã thua, đã đẩy nó vào đường cùng, nó đã rơi vào đường cùng rồi, thì chúng ta không đuổi cùng giết tận, vì đằng sau nó không phải chỉ có nó, đúng không? Chúng ta đang nói đến kẻ thù của chúng ta là những đất nước hùng mạnh, và nếu đuổi cùng giết tận thì sẽ gây lại mối thù, là chúng ta sẽ chuốc lại mối thù, muôn đời không bao giờ hết thù hận cả. Cho nên chúng ta tỏ lòng hòa hiếu để mà dập tắt thù hận, là nó thua nhưng mà nó không phục mà thì nó sẽ không trở lại nữa. Và chúng ta thấy nhân nghĩa nó không chỉ nói đến cái chuyện là gì, tha thứ, không chỉ nói đến chuyện là không đuổi cùng giết tận, mà còn gì, à, không những không đuổi cùng giết tận mà nó thắng rồi, chúng ta thắng rồi vẫn còn phải thần phục, vẫn chấp nhận, cũng cống nạp, vẫn tôn vinh chúng nó lên. À, Lê Lợi khi mà sau hội thể Đông Quan đấy, mời các tướng giặc đến trang, đến doanh trại, còn gì, ban thưởng nữa cơ, à, còn ban thưởng nữa cơ, khiến cho chúng tâm phục khẩu phục mà không có ý định quay trở lại nữa. À, chúng ta không phải là gì, như cô nói đấy, là chúng ta không phải chỉ đối mặt với kẻ thù, những tên tướng giặc mà chúng ta đã đánh bại, mà gì, đất nước nó mênh mông, người nó như kiến, nó còn hàng biết bao nhiêu tên tướng còn hung ác hơn thế nữa. À, cho nên không đuổi cùng chia tận là để dập tắt chiến tranh, để giữ quan hệ hòa bình, là để vì chính mình trước. À, nhân nghĩa là bởi chính vì chúng ta xuất phát từ một dân tộc nhỏ là luôn luôn phải đối mặt với chiến tranh, nên muốn dập tắt chiến tranh thì thắng không được kêu, nhờ khi bại sẽ không nản, là đó là truyền thống của con người Việt Nam. À, ngoài ra thì cần cù là vượt qua khó khăn thử thách, kiên nhẫn vượt qua khó khăn thử thách, bao dung tha thứ, yêu thương con người, và đó là những cái tình cảm, là những cái truyền thống mà Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã kế thừa và từ cái truyền thống của dân tộc Việt Nam. Khi nói đến văn hóa và tinh hoa văn hóa phương Đông thì Hồ Chí Minh kế thừa những cái tư tưởng của Nho giáo và Phật giáo rất là nhiều. Trong tư tưởng của Phật, của Nho giáo trước đi, cái cốt lõi của tư tưởng Nho giáo mà Hồ Chí Minh đã tiếp thu là ngoài nhân nghĩa lễ trí tín thì chúng ta còn thấy ở Nho giáo có điều gì quan trọng nữa các em? Cái mặt trái của Nho giáo đó là họ coi thường những người lao động các em. Họ chỉ coi trọng người quân tử mà coi thường kẻ tiểu nhân. Là quân tử ở đây là những người có võ bền, có học hành, đúng không? Là còn tiểu nhân là nói đến nhân dân lao động, dân đen. Nha. Họ coi trọng quân tử mà coi thường tiểu nhân. Nhưng mà Nho giáo ngoài giáo dục con người về những cái đức tính, nhân nghĩa, lễ, trí tín, sống thì phải giữ lấy những cái đạo đức làm người như vậy, thì Nho giáo còn dạy con người ta những điều tốt đẹp khác nữa mà Hồ Chí Minh đã kế thừa rất nhiều những cái tư tưởng từ Nho giáo. Khi nói đến Nho giáo, ngoài nhân nghĩa, lễ, trí tín ra, chúng ta còn phải nói đến điều gì? Thành lính. Lính có không?
Phúc Nguyên. Dạ, dạ có em. Khi nói đến tư tưởng Nho giáo thì ngoài nhân nghĩa lễ chí tín, chúng ta còn phải nói đến dạ thưa cô là Nho giáo là em chưa rõ lắm cô. Diệu Ngọc. Dạ thưa cô, là nhắc tới Nho giáo thì người ta còn nghĩ tới là trung nữa, trung trung giới quốc, trung giới vua. Trung lễ nghĩa chí tín, ngoài việc tu dưỡng bản thân, làm những điều tức là tu dưỡng đạo đức của bản thân, trung lễ nghĩa chí tín thì còn ngoài những điều đó ra còn gì nữa không? Nếu chị nói là trung nghĩa lễ chí tín thì không đúng, không chính xác đâu các em. Mà Nho giáo khuyên con người ta, dân dạy con người ta phải tu thân dưỡng tính. Nhà trong đó thì tu thân dưỡng tính như thế nào thì phải nghĩa lễ chí tín. Đó là những cái phẩm chất đạo đức mà Nho giáo khuyên con người cần phải tu dưỡng. Ngoài ra thì Nho giáo còn cái tư tưởng của Nho giáo còn có giá trị tiến bộ ở chỗ là tư tưởng Nho giáo còn tiến bộ ở chỗ nào nữa các em? Đề cao văn hóa lễ giáo, đúng vậy, tạo ra một truyền thống hiếu học. Xây dựng một xã hội đại đồng là đó là tư tưởng tiến bộ của Nho giáo. Về Phật giáo, Hồ Chí Minh cũng kế thừa những điều tốt đẹp của tư tưởng Phật giáo. Cái hạn chế của tư giáo là nó là một cái tôn giáo, cho nên là gì, mê tín an phận thủ thường, không làm gì, tức là không ác với ai bao giờ cả, là hiền, ta gọi là hiền như ông Bụt. Tức là không giúp gì được ai, nhưng mà cũng không làm hại ai bao giờ. Vậy thì Hồ Chí Minh đã kế thừa cái thống của Phật giáo, đó là khôi nguyên hả? Khôi nguyên hả Nguyên? Khởi Nguyên. Nguyên. Dạ dạ. Ông Bách Trường Cười kế thừa cái tư tưởng nào của Phật giáo? Dạ thưa cô là em nghĩ là cái gì? Không nghĩ ra là chưa đọc đúng không? Anh Kiệt. Dạ thưa cô là thứ nhất là tư tưởng vị tha, từ bi, bác ái, cứu khổ cứu nạn, cũng giống như là thương người như thể thương thân. Thứ hai là nếp sống có đạo đức, trong sạch giản dị, và chăm lo làm điều thiện. Thứ ba là đúng tinh vậy. Thần bình đẳng, tinh thần dân chủ, chấp phải chống lại một công việc đẳng cấp. Đúng vậy, ở Phật giáo Việt Nam thì không có chế độ đẳng cấp, là bình đẳng. Cái điều quan trọng trong tư tưởng Phật giáo đó là từ bi hỷ xả, yêu thương con người, yêu thương đến cả sinh vật, đến cả cây cỏ, và yêu thương, trải lòng yêu thương ra khắp thế gian, là đó là tinh thần của Phật giáo.
À, thứ hai là ngoài lòng yêu thương ra thì Phật giáo khoan dung nhân ái yêu thương thì Phật giáo ở Việt Nam có một cái đặc điểm nó khác với Phật giáo ở các nước, đó là và yêu thương làm việc thiện ra, đúng không? Là sống hòa đồng, là sống bình đẳng, không phân biệt đẳng cấp. Thì Phật giáo Việt Nam còn khác với Phật giáo ở các nước khác ở điểm nào? Hải Triều. Dạ, em nghĩ là kiểu như có lòng yêu nước, có chung với nước thôi, là khi nhà nước cần thì các tín đồ Phật giáo thì luôn cùng đồng hành với nhà nước để cầm sẻ. Dạ, em nghĩ là vậy, luôn giúp đỡ mọi người. Dạ. Đồng hành với dân tộc, đúng không? Là xuất phát từ cái dòng Phật giáo của Thiền Tông của vua Trần Nhân Tông đấy, là ông sáng tạo, ông sáng lập ra cái dòng Thiền Tông đấy, là cái dòng Phật giáo này họ sống chung đồng hành cùng dân tộc và sống với đời, là hòa nhập vào cuộc sống, vào cuộc đời chứ không tách bạch ra khỏi cuộc đời, và lo những chuyện của cuộc đời, của nước, của dân chứ không thờ ơ với cuộc đời. Giống như Hồ Chí Minh nói, nhận xét về Phật giáo là gì, ông Bụt trong chùa ở trong đền ấy, thì rất là hiền, đúng không, mà không có bao giờ làm hại ai cả. Tinh thần của nhà Phật, nhà chùa là từ bi, hỷ xả, bác ái, không làm hại ai bao giờ, thậm bỏ cây, côn trùng. Nhưng mà gì? Không làm hại ai bao giờ thì lại chẳng giúp gì được cho ai cả. Bởi vì không có dám làm điều ác, làm con người thì cũng phải có lúc ác, lúc thiện, ác với ai và thiện với ai. Thì ở dòng Phật giáo Thiền Tông là họ hòa với cuộc sống, sống với cuộc đời, sống chung sống với cuộc đời, không tách bạch ra khỏi cuộc đời, sống với đời, sống với nhân dân, là hòa mình vào nhân dân, lo những việc chứ không tách mình ra khỏi cuộc đời. Đi tu là người ta cho rằng là gì, phải có tách bạch ra khỏi thế gian, bỏ qua những chuyện trần thế, không sân si nữa. Nhưng mà cái dòng Thiền Tông thì họ lại chung sống với cuộc đời, lo những chuyện của dân, của nước, sống với đời chứ không sống tách bạch với cuộc đời. Và đó là cái tư tưởng để Phật giáo mà Hồ Chí Minh ta kế thừa, là lòng nhân nghĩa, bao dung, khoan dung, yêu thương con người, yêu thương đến cả kẻ thù của mình. Năm 1947 trong cái trận 47 là trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông, năm 1947 ta bắt được các tướng của Pháp, ta bắt được lính Pháp làm tù binh và bắt được cả tướng Pháp làm tù binh. Thì khi mà đi thăm cái trại tù binh của Pháp ấy, Hồ Chí Minh đã cởi cái áo chấn thủ duy nhất trên người của mình ra. Là thời đó là áo chấn thủ là do lúc đó là cái áo ấm, tức là cái áo ấm duy nhất trên người của mình ra. Năm 50 cái áo chấn thủ, năm 47 chưa có các em. Ông đã cởi cái áo ấm duy nhất trên người mình ra để mà khoác cho một cái tù binh người châu Phi, là tên này nó bị sốt xuất huyết và đang lên cơn sốt rét đùng đùng run người vì trời mùa đông lạnh. Ông đã cởi chiếc áo ấm duy nhất của mình ra để trao cho tên lính Pháp, nên tù binh Pháp. Yêu thương con người, ông nói rằng là gì? Là cái máu của người Pháp mà đổ xuống, máu của con em người Pháp đổ xuống cũng như máu của con em người Việt Nam, không khác gì nhau cả. Là yêu thương, là đến phải nói là trải lòng yêu thương đến vô hạn, là đó là truyền thống của Phật giáo, tiếp thu cái tinh thần của truyền thống, của cái tư tưởng của Phật giáo, về Nho giáo. Về tư tưởng của những cái luồng tư tưởng mới, như là tư tưởng của Tôn Trung Sơn, hay là tư tưởng của Gandhi ở Ấn Độ. Tư tưởng của Tôn Trung Sơn đó là chủ nghĩa tam dân, là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Hay là của cái học thuyết của Gandhi thì chủ trương là đoàn kết dân tộc, không phân biệt tôn giáo, giai cấp, và giành độc lập bằng con đường hòa bình, không sử dụng bạo lực. Và trong lĩnh vực quan hệ xã hội thì ông chủ trương xây dựng một cái xã hội có giai cấp, nhưng mà trong đó thì các cái giai cấp họ sống yêu thương, hòa đồng với nhau và không có
tình trạng là bóc lột, là cướp bóc lẫn nhau, là giải quyết các mâu thuẫn bằng con đường là trọng tài. Và trong đó thì như cô nói đấy, là địa chủ thì phải bảo hộ cho nông dân, tư sản thì phải bảo vệ công nhân. Chiết cái lĩnh vực triết học thì ông đồng nhất thượng đế với chân lý và cho rằng là con người thì phải tự hoàn thiện về đạo đức, không làm hại sinh linh, phải tự mình nhận lấy sự đau khổ và sự hy sinh trên cơ sở của tình thương, là tình thương yêu. Thì đó là những cái tư tưởng của văn hóa phương Đông mà Hồ Chí Minh đã tiếp cận. Ở văn hóa phương Tây thì nó cũng có những cái mặt trái của nó. Là tư tưởng văn hóa phương Tây thì cái mặt trái của nó là gì vậy? Hồ Chí Minh đã biết gạn đục khơi trong, tiếp thu những gì mà phù hợp với văn hóa, với truyền thống của dân tộc mình. Ở phương Tây thì cái mặt trái của tư tưởng phương Tây đó là tư tưởng văn hóa phương Tây nó có mặt trái của nó. Thế các bạn thì ở tư tưởng văn hóa phương Tây mặt trái của nó là gì? Hồ Chí Minh đã tiếp cận với tư tưởng về quyền con người, về nhân quyền, về dân quyền, thậm chí là quyền dân tộc. Dân quyền không phải là quyền chỉ là quyền của nhân dân đâu các em, mà trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đấy, khi mà 13 bang nó tách ra thuộc địa của Anh ấy, thì còn tuyên bố về quyền độc lập dân tộc nữa cơ. Khi mà họ bị áp bức, khi mà họ không thể đàm phán được thì họ có quyền tuyên bố tự tách ra khỏi sự phụ thuộc đối với cái nước đế quốc đó, tuyên bố về quyền độc lập dân tộc. Chứ không phải là dân quyền chỉ là quyền dân chủ của nhân dân đâu. Ở cái giá trị tư tưởng văn hóa phương Tây thì ông đã tiếp thu nhân quyền và dân quyền, tức là người ta đặt cái quyền con người, đặt con người lên trên hết, trước hết, rằng là gì? Mỗi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng, vốn được tự do và bình đẳng và phải được tự do về bình đẳng, về quyền lợi, tạo hóa cho họ những quyền mà không ai có thể chối cãi được, là quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Vậy thì cái mặt trái của văn hóa phương Tây, của tư tưởng văn hóa phương Tây đó là cô theo em nghĩ đối lập với tư tưởng văn hóa phương Đông. Cô là theo em nghĩ là cái tư tưởng văn hóa phương Tây nó có một cái là đề cao cái sự tự do, thì phương Tây người ta lại đề cao quá mức cái sự tự do đó, và nhiều khi là nó hơi đánh mất cái tính cộng đồng của người ta. Đại biểu như là những cái lúc mà nhà nước đưa ra cái việc là họ cần phải đeo khẩu trang thì có rất là nhiều người, người ta cảm thấy như vậy là đang ảnh hưởng đến cái sự tự do cá nhân của họ. Nên là cái sự tự do của họ em nghĩ là nó đã là một mặt trái khá là lớn, tại vì người ta quá đề cao cá nhân thì không có tính cộng đồng ở trong đó. Dạ, cô chưa bật mic cô ơi. Thực ra thì trong cái tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền của họ không phải như thế đâu các em, mà không phải là đề cao quyền của con người lên trên quyền của cộng đồng đâu, mà trong bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Pháp ấy có 17 điều, trong đó một trong những điều đó là họ có quyền thực hiện những cái quyền của mình mà không xâm phạm đến lợi ích, quyền và lợi ích của người khác, không xâm phạm đến lợi ích của người khác. Như vậy thì không phải là đặt lên trên cộng đồng, đúng không? Họ vẫn đặt được lợi ích của cộng đồng lên trên, nhưng thực tiễn lý thuyết là như vậy, còn thực tiễn thì nó khác, đúng không? Là họ đặt cái lợi ích của cá nhân cao quá mức, họ đặt lên trên cả lợi ích của cộng đồng, là sẵn sàng là tôn trọng quyền cá nhân, đó là điều rất quan trọng, nhưng mà quyền cá nhân và nó ảnh hưởng vì nó được quá được coi trọng, cho nên nó ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng, là đó là cái mặt trái của cái tư tưởng văn hóa phương Tây. Trong cái câu nói của Hồ Chí Minh đấy thì không phải là vào lúc 30 tuổi đâu nha, mà là vào lúc 13 tuổi tôi đã từng nghe các từ tự do, bình đẳng và bác ái. Tôi muốn đi xem họ thực tế như thế nào. 13 tuổi chứ không phải là 30 tuổi. Đó là từ cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây, về truyền thống của dân tộc. Và cái cuối cùng đó là
về quan điểm của chủ nghĩa Marx. À, quan điểm của chủ nghĩa Marx thì chúng ta nhớ rằng nó là cơ sở lý luận và hình thành, là cái nội dung cơ bản để hình thành cái bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. À, tại sao cái chủ nghĩa Marx lại hình thành, lại là cơ sở để hình thành cái bản chất của tư tưởng Hồ Chí Minh, là bởi vì cái tính cách mạng và khoa học của nó. À, cơ sở từ cái tư tưởng nguyên lý của chủ nghĩa Marx là nó mang tính cách mạng và khoa học, và nó dựa trên cái chủ nghĩa duy vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng, và cung cấp cho người ta cái phương pháp, cung cấp cho Hồ Chí Minh cái phương pháp tư duy biện chứng khoa học là khi mà nghiên cứu giải quyết những cái vấn đề của thực tiễn cách mạng Việt Nam, và nó là cơ sở lý luận, là kim chỉ nam cho những cái hành động, cho những cái tư duy của Hồ Chí Minh. Cho nên nó được coi là cái bản chất, nó là cái cơ sở hình thành cái bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về cơ sở lý luận. Thứ hai là về nhân tố chủ quan, về các nhân tố chủ quan để hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhóm số 9 đã thuyết trình. Phần số 2 nhóm nào sẽ phụ trách? Cho tình nguyện đi. Không tình nguyện đúng không? Vậy thì cô sẽ gọi nhóm số 9 rồi. Cô để nhóm 1 trước cho mình. Nhóm số 1 của cô anh à? Ok. Dạ. Các bạn em chiếu bài lên nhé. Dạ, em chào cô và các bạn. Thì sau đây em sẽ đại diện nhóm số 1 là trình bày cơ sở lý luận hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, và cụ thể là phần số 2 là quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Thì nhóm em gồm có 8 thành viên, thì gồm có Thùy Trang, Bảo Thi, Minh Uyên, Diễm Phương, Minh Thông, Khánh Khu, Quốc Sự, và em là nhóm trưởng. Và phần trình bày này sẽ được trình bày bởi em là Thục Anh và bạn Khánh Khu. Thì với đi tới phân tích với việc và quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thì tụi em sẽ điểm qua 5 điểm. Và điểm thứ nhất là thời kỳ trước năm 1911 là hình thành tư tưởng yêu nước và có chí hướng tìm con đường. Không phải quá trình hình thành đâu Thục Anh, mà là nhân tố chủ quan ấy. Đúng không? Em xin lỗi. Cái này có vẻ là nhóm em chia một lục hơi kép một xíu đó cô. Là tụi em sẽ trình bày về nhân tố chủ quan của Hồ Chí Minh, là nó cái hai điểm là phẩm chất Hồ Chí Minh và tài năng hoạt động tổng kết thực tiễn phát triển lý luận. Và phần phẩm chất là xin mời bạn Khánh Khôi trình bày. Dạ, anh chào cô và các bạn. Thì em sẽ trình bày phần nhân tố chủ quan Hồ Chí Minh. Thứ nhất là về phẩm chất Hồ Chí Minh. Phẩm chất Hồ Chí Minh thì ở Hồ Chí Minh
hội tụ nhiều phẩm chất cao quý. Những phẩm chất cao quý là một nhân tố quyết định những thành công của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng. Thứ nhất là lý tưởng cao cả và hoài bão lớn cứu dân, cứu nước, thoát khỏi cảnh lầm than, cơ cực để đuổi kịp các nước tiên tiến trên thế giới. Thứ hai là có ý chí, nghị lực to lớn, một mình dám đi ra nước ngoài khảo sát thực tế các nước đế quốc, các dân tộc thuộc địa chỉ với hai bàn tay trắng. Và thứ ba là có bản lĩnh tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, giàu tính phê phán, đổi mới và cách mạng. Thứ tư, Hồ Chí Minh đã vận dụng đúng quy luật của cách mạng thế giới vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, đồng thời tổ chức biến tư tưởng đường lối thành hiện thực. Và Hồ Chí Minh là người có tầm nhìn chiến lược bao quát thời đại đã đưa cách mạng Việt Nam vào dòng chảy chung của cách mạng thế giới. Và Hồ Chí Minh có năng lực tổng kết thực tiễn, năng lực tiên tri, dự báo tương lai chính xác. Và cuối cùng, vì Hồ Chí Minh là người tận chung với nước, tận hiếu với dân. Đến phần tài năng hoạt động tổng kết thực tiễn phát triển lý luận thì bạn Thục Anh sẽ trình bày. Cảm ơn Khánh Khôi. Thì sau khi bạn Khánh Khôi đã trình bày về phẩm chất Hồ Chí Minh thì em sẽ tiếp tới phân tích tài năng hoạt động và tổng kết thực tiễn phát triển lý luận. Thì như tôi biết thì trải qua 30 năm bôn ba tìm được cứu nước thì Hồ Chí Minh đã sống, học tập và hoạt động ở khoảng 30 nước trên thế giới. Chính vì vậy mà người hiểu sâu sắc được chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, tình cảnh người dân ở các nước thuộc địa cũng như là phong trào giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng đảng cộng sản, không chỉ qua nghiên cứu lý luận mà cả thông qua thực tiễn phong trào như đã phân tích ở mục thứ nhất mà nhóm đầu tiên đã trình bày. Vì vậy mà Hồ Chí Minh là một nhà tổ chức vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người đã thực hiện hóa tư tưởng lý luận cách mạng thành hiện thực sinh động, đồng thời thì cũng tổng kết được thực tiễn cách mạng, bổ sung phát triển lý luận tư tưởng cách mạng. Và những phẩm chất cá nhân cùng những hoạt động thực tiễn phong phú trên nhiều lĩnh vực khác nhau ở trong nước và trên thế giới thì là nhân tố chủ quan hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh. Và phần trình bày cũng đến đây là hết. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe. Cô ơi, cái cần trình bày luôn một hai không cô? Không anh, quá trình hình thành không, chúng tôi chỉ dừng lại ở phần này thôi. Các bạn đã nghe nhóm số 1 của bạn Thục Anh trình bày về những nhân tố chủ quan hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở quan điểm cho rằng là Hồ Chí Minh có một ý chí và nghị lực to lớn, và ngoài việc đi tìm con đường cứu nước bằng hai bàn tay trắng, chỉ với hai bàn tay trắng mà dám buôn ba ra nước ngoài, thì cái nghị lực ở Hồ Chí Minh nó còn thể hiện ở chỗ nào đấy em? Nghị lực, ý chí của Hồ Chí Minh còn thể hiện ở đâu? À, Hải Chiều. Dạ, nghị lực ý chí của bác được thể hiện qua cái cách bác trong quá trình bác đi tìm đường cứu nước thì bác có trải qua muôn vàn khó khăn, bị bắt bỏ tù, mặc dù bị bắt bỏ tù nhưng bác vẫn biết tìm đường cứu nước. Trong quá trình tìm đường cứu nước thì bác quyết tâm ý chí học các ngôn ngữ của các nước để qua trao đổi tìm đường cứu nước, quyết tâm nhận qua trao đổi với các nước phương Đông như Nga, Trung Quốc gì đó để trao đổi giao tiếp về những con đường để tìm tới giúp đất nước mình giải phóng. Dạ. Yeah. Ok, Chiều. Thục Anh. Dạ, thưa cô là Hồ Chí Minh thì còn có một cái kiểu như là cái chí tiến thủ cao của cô, kiểu đi, em nghĩ là đi kiểu đi ra nước ngoài là tận 30 năm rồi á, mà kiểu không có bị nản chí mà vẫn cố quyết tâm mà tìm được con đường chính xác để về hướng dẫn, về kiểu giúp đất nước lên thoát khỏi ác đô hộ, thì nó cũng thể hiện được một tinh thần yêu nước một cách sâu sắc và tất cả về từ nhân cách và phẩm chất cao quý luôn. Đang nói đến ý chí quyết tâm và
Thực ra thì 10 năm ông đã tìm được con đường cứu nước rồi. Và khi tìm được con đường cứu nước thì phải làm thế nào để biến cái sức mạnh về mặt lý luận cách mạng đấy trở thành sức mạnh hiện thực cách mạng mà Hồ Chí Minh đã kiên trì theo đuổi cái lý tưởng mà mình cho rằng nó là đúng đắn, là nó là chân lý, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Ông không chỉ vượt qua những khó khăn thử thách khi mà ở sống ở nước ngoài đâu các em, 30 năm bôn ba ở nước ngoài, mà ngay cả khi trở về tổ quốc rồi, Hồ Chí Minh còn phải vượt qua những thử thách không? Ông nghe đi, ra ngoài lấy đồ đi. Khi trở về Việt Nam, ông còn phải vượt qua thử thách để mà đưa con thuyền cách mạng đến thắng lợi không? Nhìn thật không? Khi trở... đang hỏi khi trở về Việt Nam, học ông còn phải vượt qua thử thách không các em? Dạ không, cô nói không nghe gì hết cô. Cô hỏi là không chỉ 30 năm bôn ba ở nước ngoài ông mới chịu vượt qua khó khăn thử thách đúng không? Không phải chỉ ở nước ngoài, bôn ba nước ngoài mới khó khăn thử thách. Khi về Việt Nam thì con đường cách mạng của Hồ Chí Minh còn phải trải qua những khó khăn thử thách không? Có. Thì em đó là... kiểu vẫn bị một số bị hiểu lầm về một số hoạt động thực tế và quan điểm cách mạng như bị bắt ở Hồng Kông không? Là lúc mà xây dựng cái đảng cộng sản thì nói chung cũng phải kêu gọi với tập hợp được thanh niên trẻ để thành lập luôn. Cô đó thời kỳ ở Việt Bắc khi người trở về cháo vẹ rau măng trước cách mạng tháng 8 năm 1945, khi trở về ốm đau không có thuốc mà uống đúng không, thập tử nhất sinh, nhưng mà gì, ông đã thể hiện cái quyết tâm ý chí cách mạng, đó là dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập, là quyết tâm theo đuổi con đường cách mạng, là dù gì chiến tranh có kéo dài 10 năm 20 năm hay lâu hơn nữa thì nhân dân Việt Nam quyết không sợ đúng không? Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Lúc khó khăn chúng ta phải đối mặt với gì? Cuộc sống muôn vàn khó khăn về việc căn cứ địa Việt Bắc là gì? Bắt cháu phải cháo vẹ rau măng. Kháng chiến chống Mỹ chúng ta gì? Lấy kiến giết voi, lấy trứng chọi đá. Nhưng cũng không khuất phục được ý chí của Hồ Chí Minh về một nền độc lập và thống nhất dân tộc. Đó là nói đến ý chí. Khi nói đến những luận điểm đó thì các em phải có những dẫn chứng cụ thể. Chúng ta không nói không ha. Đã ở phần đề cương thì nó chỉ là cái phần luận điểm thôi. Chúng ta sẽ phải triển khai thêm ra để chúng ta có cái hiểu biết, có những cái ghi nhớ nó sâu sắc hơn. Nói đến cái khả năng tư duy độc lập của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh khi nói đến cái tư duy độc lập thì chúng ta sẽ nói đến kiểu gì? Không có tư duy độc lập như thế nào? Tách khỏi ảnh hưởng của cái thời đại, tách khỏi ảnh hưởng của gia đình, tách khỏi ảnh hưởng của thế hệ, tách khỏi ảnh hưởng của những nhà sáng lập ra chủ nghĩa Pháp. Hồ Chí Minh đã có những quan điểm, có những cái suy nghĩ về cách mạng, về con đường cách mạng của Việt Nam. Như thế nào? Khả năng tư duy độc lập đó thể hiện ở chỗ nào vậy em? Cô là ví dụ như cái thời kỳ mà Hồ Chí Minh vẫn còn ở Pháp á, thì ông thì tích cực sử dụng các báo chí, ý là kiểu biết sử dụng các truyền thông á, để lên án thực dân Pháp và kêu gọi sự ủng hộ, hoặc là biết kiểu chủ động tham gia các cái hội sáng lập hội liên hiệp thuộc địa và sáng lập báo Le Parisien và Hán Pháp này, thức tỉnh tinh thần giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa. Nói chung mà còn kiểu mà sáng tác thơ văn hay gì đó, đang kiểu đăng bài em nhớ lên. Dạ cô nói không nghe cô.
cô bác hoài mà cô quên. Điều đó chưa thấy rằng Hồ Chí Minh có thể tách ra được cái tư duy của Đảng xã hội Pháp. Là Hải Triều. Dạ, em nghĩ là về tư duy của bác là kiểu như là không hề coi cái lý luận của chính trị Mác Lênin là kết thúc, là hoàn hảo, đúng không? Là hoàn hảo, là không có thể bất cứ xâm phạm. Mà phải mà theo bác thì có thể phát triển lên nữa. Vì có thể phát triển lên nữa được từ chủ nghĩa Mác Lênin, hoặc là tách rời ra để phát triển của chủ nghĩa. Nên là bác cho rằng đó là, em nghĩ là đó là cái tự lập và ý tưởng của bác. Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác để giải quyết những vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Đó là khi ông đã trở thành một nhà cách mạng trưởng thành. Điều đó thể hiện ngay từ cái thuở thiếu thời các em. Ngay từ thuở nhỏ là đã thấy một con người có cái ý chí, có những cái tư duy nó vượt qua cái thời đại, vượt qua tầm ảnh hưởng của cha ông mình. Ở cái thời của cụ Nguyễn Sinh Sắc ấy, thì chúng ta thấy là các cụ cũng đang vò đầu bứt tai để đi tìm con đường cứu nước, đúng không? Nhưng mà cũng chưa thấy được một cái con đường nào có thể mang lại cái hiệu quả cho đất nước, cho nhân dân. Thì Hồ Chí Minh đã có những cái suy nghĩ nó khác lắm. Nó bất thường lắm, em phải gọi là nó bất thường lắm. Là năm mà 11 tuổi thôi. Đó là năm 1901, khi mà cụ Nguyễn Sinh Sắc vào nhậm chức ở kinh thành Huế đấy. Lúc đó là cụ đậu cái quan phó bảng ấy, và vào kinh thành để nhậm chức. Thì trước khi đi nhậm chức là ông cụ phải đi chào bạn bè, từ biệt bạn bè để mà vào kinh thành nhậm chức, là ở trong đó làm quan. Thì khi mà đi chào bạn bè thì ông sang cái huyện Tiên Điền, quê hương của Nguyễn Du, và ở đó có một cái ông quan phụ chính, đó là quan Hoàng Cao Khải, để ở cái làng Tiên Điền đấy. Thì hôm đó là khi mà ông Nguyễn Sinh Sắc dẫn cái cậu con út của mình, đó chính là Nguyễn Tất Thành, đi sang đó để chào bạn bè. Thì đương nhiên là cha nói chuyện thì con thì không được lảng vảng, đó là con biết là phải đi chỗ khác chơi để cho người lớn nói chuyện, chứ không được lảng vảng. Thế thì Nguyễn Tất Thành mới đi chơi với một cái đám bạn ở cái làng Cao Thái đó, ở là làng Cao Thái của huyện Tiên Điền. Thì khi mà đi chơi với một đám bạn thì hôm đó là cái quan đại thần Hoàng Cao Khải đấy, ông này mới xây xong một cái dinh thự, là bây giờ chúng ta gọi là biệt thự đấy, cũng đó là xây xong một cái dinh thự thì làm lễ khánh thành. Thì các quan ở xung quanh, các huyện, tỉnh ở xung quanh ấy, là đến mừng cái lễ khánh thành cái dinh thự của Hoàng Cao Khải, và họ đến chúc mừng Hoàng Cao Khải. Thì khi các quan đến chúc mừng thì Hoàng Cao Khải rất là tự hào về cái dinh thự của mình, và không những nhà đẹp tường hoa mà còn có cả hòn non bộ nữa, xây cả hòn non bộ nữa. Rất là đẹp và hiện đại nhé. Thì Hoàng Cao Khải là muốn khoe cái hòn non bộ của mình, thì mới nhìn đưa mắt nhìn ra cái phía hòn non bộ và nói với các quan đại thần đến chúc mừng Hoàng Cao Khải, là đề nghị các quan là vịnh một bài thơ có cái hòn non bộ ở trong đó để mà làm quà chúc mừng cho cái lễ khánh thành của Hoàng Cao Khải. Thì khi mà nghe các quan vịnh thơ đấy, mình con nít mà hiếu kỳ, cho nên cái đám trẻ của làng Cao Thái đó, nó đứng ở ngoài vờ tường, nó gọi là tường hoa, để xem các quan, để xem nhà quan và nghe lỏm các quan vịnh thơ. Thì cái cậu mà Nguyễn Tất Thành năm đó mới có 11 tuổi thôi, thì mấy đứa trẻ, mấy thằng này nó mới ồn ào không nghe được. Thì Nguyễn Tất Thành mới quay lại và đưa tay lên xịt một cái, nói chúng nó là lặng để nghe các quan vịnh thơ. Thì bọn này toàn bọn con nít mà mấy năm 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi, cho nên nó cũng chẳng biết sợ các quan là gì. Thì cái thằng kia nó mới nói toáng lên, nó bảo là các quan vịnh thơ nọ có hay thì không may là nó nói to như thế, thì các quan ở trong mà nghe hết. Thì quan đại thần mà để mấy cái thằng mà mặc quần xà lỏn nó chê là vịnh thơ không có hay thì mất mặt quá. Hoàng Cao Khải không biết làm sao để mà cáo lỗi về các quan, cho nên là phải chữa quê cho các quan, vì thơ của các quan mà bị mấy cái thằng mặc quần xà lỏn nó chê là nọ có hay. Thì lúc này là Hoàng Cao Khải phải lấy lại danh dự cho các quan.
thì ông ta mới cầm một cái can, một tay chống hông, một tay cầm cái can, lật đật đi ra cổng, ngoắc mấy thằng nhỏ lại, gọi nó lại và bảo rằng là lúc nãy đứa nào chê thơ quan nọ có hay, à các cháu lại đây, lại đây, à lúc nãy đứa nào mà chê thơ quan nọ có hay thì nếu mà biết vịnh thơ thì quan thưởng cho, à quan sẽ cho nhiều quà. Thì mấy cái thằng này học chứ còn chẳng biết lấy gì để vịnh thơ, cho nên nó vẫn đẩy cậu ấm nhà ông quan phó bảng lên, đùn cậu ấm này lên để cậu ấm này đỡ đạn cho chúng nó. Thì lúc này là phải làm thơ thôi, nếu không làm thơ là cả đám này chắc chắn là no đòn rồi, vì dám chê quan thơ của quan đại thần đến phá nhà quan còn chưa đủ, còn chê quan thơ của quan đại thần là mất mặt Hoàng Cao Khải. Nếu mà không rửa nhục được cho thì mất mặt lắm, cho nên phải rửa nhục. Thì bảo chúng nó là bây giờ chúng mới chê đấy thì là vịnh thơ đi, nếu mà vịnh được thì quan thưởng cho nhiều quà. Cái này phải vịnh rồi, không có con đường lui nữa rồi. Và cậu ở Nguyễn Tất Thành đã buộc phải làm thơ. Nhưng mà trước khi làm thơ thì cậu ta mặc cả với quan là dạ bẩm quan, nếu mà con làm thơ mà không hợp với ý quan thì xin quan đừng có phạt chúng con. Thì Hoàng Cao Khải đại thần mà làm sao đi chấp mấy đứa con nít được, quan phụ chính mà làm sao chấp mấy con nít được, cho nên ông ta gật đầu nói rằng là con cứ làm thơ, nếu mà không hợp thì ta cũng không có trách phạt gì đâu, làm được thì ta thưởng nhiều. Thì lúc này là buộc phải vịnh rồi. Nguyễn Tất Thành đã đứng đó đọc bốn câu thơ, rằng là gì, kìa ba ông lão bé còn con hỏi có tình chi với nước non. Có họ non bộ đúng không em, nó nước non mà. Hoàng Cao Khải là gật gù, các quan trong triều ở trong cũng trố mắt nhìn ra, thằng này mới có 10-11 tuổi đúng không, nhỏ bé như thế, oắt con thế, không những biết học hành mà còn biết vịnh thơ, mà thơ của quan không phải là dễ đâu, tại vì đột nhiên mà thơ ra cái đề tài như vậy quan còn thấy khó chứ đừng nói đến mấy thằng trẻ con. Thì các quan là nhìn ra trố mắt đi, là khâm phục rồi đấy. Nhưng hai câu sau là gì, trơ mắt làm chi ngồi mãi đó, hỏi xem non nước mất hay còn. Hoàng Cao Khải đứng không vững thế, vì quan đại thần toàn là quan bán nước mà, cho nên nó bảo rằng một cái thằng, một cái đứa trẻ mà mặc quần xà lòn, nó bảo quan rằng là trơ mắt làm chi ngồi mãi đó, hỏi xem non nước mất hay còn, đau chứ, nhục lắm chứ, ghê gớm. Hoàng Cao Khải lật đật giơ ngón tay lên chỉ vào mặt thằng nhỏ, thằng này ghê gớm, con nhà ai mà ghê gớm hè. Thì mấy thằng kia nó bảo dạ bẩm quan, đây là cậu ấm nhà phụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở làng bên ạ. Lật đật quay trở vào. Như vậy chúng ta thấy cái suy nghĩ ngay từ nhỏ suy nghĩ nó rất là bất thường rồi, nó khác thường, nó độc lập, nó vượt qua cái thế hệ của cha ông cụ Nguyễn Sinh Sắc, của thế hệ của Nguyễn Sinh Sắc. Ở thế hệ đó họ chỉ nghĩ đến cái chuyện là gì, trung quân ái quốc, yêu nước, chung với vua và yêu nước cũng là đấu tranh, cũng là âm mưu đấu tranh cho độc lập dân tộc, nhưng mà còn phải trung thành với vua. Thì lúc này nó hỏi các quan rằng là gì, hỏi xem non nước mất hay còn, hỏi tội các quan đấy. Tư duy khác người, khác thường là một đứa trẻ dám hỏi các quan rằng các quan hỏi xem non nước mất hay còn thì nó khác thường em. Năm 1900 là ngày 1 tháng 5, nhớ là năm 1905 thì phải, khi mà cụ Nguyễn Sinh Sắc đi Đông Du, là khi mà sang Nhật Bản năm 502 chứ. 502 thì ông vào nhậm chức, 501 thì cụ Nguyễn Sinh Sắc đậu quan phó bảng, và năm 1902 thì ông vào nhậm chức. Thì khi mà cụ Phan Bội Châu đi Nhật thì trong cái trước khi đi thì cụ Phan Bội Châu có đến chào cụ Nguyễn Sinh Sắc, và Nguyễn Ái Quốc khi mà dâng trà dâng chầu cho cha, và gọi là lúc đó gọi là chú Phan, xong thì đi vào lui và trốn vào trong cửa buồng nghe ông Nguyễn Sinh Sắc và cụ Phan Bội Châu bàn chuyện. Thì trong cái câu chuyện đó cụ Nguyễn Sinh Sắc có hỏi ông Phan Bội Châu rằng là tại sao quan bác lại muốn sang Nhật nhờ Nhật để chống Pháp. Thì cụ Phan Bội Châu cũng giải thích rằng là bởi vì Nhật là đồng chủng đồng văn, máu đỏ da vàng, tuy Nhật sẽ giúp chúng ta đánh Pháp.
Thì cụ và Minh Tinh Sắc có trả lời với cụ Văn Phong Bộ Châu rằng là không được đâu quan tác ơi, là tàu với ta bao đời cũng ở với, cũng là sát tách với nhau, cũng là anh em với nhau, mà bao đời nay có khi nào tàu không xâm lược chúng ta đâu. Nà, trên cái con đường đó không được đâu quan tác ơi. Nà, nhưng mà Phan Bộ Châu thì vẫn đi. Nà, thì sáng ngày hôm sau là trời mưa phùn nhỏ, hai cha con cụ Nguyễn Sinh Sắc tiến Phan Bộ Châu lên đường, tức là ra bến đò, tiến ông ra bến đò để mà đi Hải Phòng. Là đó là thời điểm năm 1905, tiến cụ Phan Bộ Châu ra bến đò thì hai cha con che cái dù trời mưa. Thì lúc mà đi thì trời mưa thì không để ý, nhưng mà lúc mà khi cụ Phan Bộ Châu xuống đò đi rồi thì quay về, thì ông cụ Nguyễn Sinh Sắc ông ấy nhìn thấy trong lòng bàn tay của thằng con trai út mình có hai chữ, là có bốn chữ. Cái thời xưa, cái thời phong kiến, các cụ ấy là hay có cái chơi cái trò chơi chữ đấy, tức là viết chữ này rồi bỏ đi nét này nét kia thì nó thành ra một cái chữ khác, nhưng mà là cái ý ở trong đó thì nó sẽ chứa là nó chứa được những cái ý tưởng gì đó ở trong đó mà chỉ có cái người nó người ta hiểu thôi nha. Thì cụ Nguyễn Sinh Sắc mới thấy là trong lòng bàn tay của thằng con út mình nó có bốn cái chữ, nó viết bốn cái chữ gì trong lòng bàn tay ấy. Thì ông ấy hỏi rằng là con viết cái gì ở trong lòng bàn tay đó, con viết chữ gì ở trong lòng bàn tay đó. Thì Nguyễn Tất Thành mới xòe lòng bàn tay ra có bốn chữ, và chữ đầu tiên là chữ vương. Chữ vương thì nó có ba nét ngang một nét dọc. Nào cô kiếm nha, kiếm xem nó nằm ở đâu. Chữ vương ở trong tiếng Hán thì nó có ba nét ngang một nét dọc. Nào, và đây này thấy ha, nào đây là chữ vương. Còn chữ thứ hai là chữ tây. Chữ tây thì nó cắt cái đầu đi, bỏ cái nét trên đầu đi thì nó lại thành ra là chữ tứ. Thế thì vấn đề là cái ẩn ý của người viết ở trong đó nó là cái gì. Thì cái cậu con trai út ấy mới đọc hai câu thơ rằng: rút ruột vua tam dân bình đẳng, chặt đầu tây tứ trục giai thích. Rút ruột vua tức là bỏ đi cái nét dọc cho các em. Thì tam dân bình đẳng lúc đó trong xã hội có ba giai cấp. Nó đã nghĩ cái cậu bé mà lúc đó mới 15, 16 tuổi nghĩ đến chuyện phải lật đổ chế độ vương quyền, rút ruột vua tam dân bình đẳng, lật đổ cái chế độ phong kiến đó đi, thì trong đó công nông và tư sản, đúng không, không còn địa chủ nữa, công nông và tư sản sẽ bình quyền, không còn chế độ người bóc lột người, chặt đầu tây tứ trục giai huynh, đánh đổ đế quốc thì bốn biệt là anh em. Ghê gớm đúng không, rất ghê gớm. Một cậu bé 15, 16 tuổi mà cái thời của cha ông, cái cụ Nguyễn Sinh Sắc, cụ Phan Bộ Châu, họ đâu có nghĩ đến cái chuyện lật đổ cái chế độ phong kiến đâu các em, vì họ thuộc chế độ đó mà. Họ chính là giai cấp phong kiến, họ xuất phát từ giai cấp phong kiến, có xuất thân từ phong kiến, họ không nghĩ đến chuyện phải lật đổ chế độ phong kiến để cứu lấy muôn dân, phải lật đổ chế độ thực dân để mà gì, mà không phải ở Việt Nam đâu, mà gì, lật đổ cả chế độ thực dân để cứu trục giai sinh. Và những cái suy nghĩ đó nó hoàn toàn độc lập, nó không phải là do dạy bảo mà ra, mà do con người đó chiêm nghiệm cuộc sống mà ra, và nghe từ những câu chuyện nghe được, đọc được, thấy được mà nhìn nhận về cuộc sống khác thường, đúng không? Ngay từ thuở nhỏ đã như thế rồi, và chưa nói đến sau này cụ đi làm cách mạng, có những kinh nghiệm thực tiễn của cách mạng rồi, là thì Hồ Chí Minh có hình thành cái tư tưởng rất là độc lập. Chúng ta nói đến chuyện là ông là sáng tạo, ông phát triển cái chủ nghĩa Mác như thế nào, là đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam, rồi có những cái phê phán mang tính phê phán đối với con đường cách mạng Việt Nam. Vậy ông nhìn nhận cái con đường của Phan Bộ Châu, Phan Chu Trinh, của các nhà yêu nước như Hoàng Hoa Thám, đúng không? Ông cho rằng là Phan Bộ Châu thì gì, con đường cách mạng đó chẳng khác nào xin giặc rủ lòng thương, mặc dù lúc đó chưa biết phải đi tìm đường cứu nước như thế nào, chưa biết phải làm thế nào để cứu nước cứu dân. Rồi là gì, đối với Phan Chu Trinh thì đối với Phan Bộ Châu thì chẳng khác nào gì đưa hùm cửa trước rước beo cửa sau. Của Hoàng Hoa Thám thì có thực tế hơn nhưng vẫn nặng cốt cách phong kiến, nha, thấy được những cái hạn chế trong con đường cứu nước của các vị tiền bối, và từ đó có định hướng trong việc tìm ra con đường cứu nước mới. Hồ Chí Minh là người có khả năng dự báo được vấn đề, dự báo trước được vấn đề. Ví dụ như cô nói, ví dụ như là khi mà chiến tranh thế giới thứ hai đấy ở giai đoạn
giữa cuộc chiến tranh thế giới thứ hai là lúc này phe phát xít đang thắng trận, thì ông nói rằng là khi mà trở về Việt Nam, từ Liên Xô trở về Việt Nam, thì ông trở về là tháng 1 năm 1941. Tháng 5 năm 1941, ông triệu tập hội nghị trung ương. Ông dự báo rằng là Đức nhất định sẽ tấn công Liên Xô. À, thì hơn một tháng sau đó là ngày 22 tháng 6 năm 1941, Đức dàn dọc, phát xít Đức dàn dọc quân, à, dọc lãnh thổ, dàn quân dọc lãnh thổ Xô Đức và tấn công toàn diện vào lãnh thổ Liên Xô. Hay là năm 1966, nhớ là như vậy, năm 66, khi mà Mỹ bắt đầu là đưa máy bay B-52 sang đánh phá ở miền Nam Việt Nam, và năm 65 Mỹ bắt đầu đưa B-52 sang đánh phá ở Việt Nam, thì đi thăm Tết năm đó, ông đi thăm cái đơn vị quân chủng phòng không không quân, và ông đã căn dặn là tướng lĩnh của quân chủng phòng không không quân lúc đó, tư lệnh của quân chủng phòng không quân đó là Vương Thừa Vũ, là ông đã căn dặn Vương Thừa Vũ rằng là các sư chú nhất định sẽ phải tìm cách mà đánh bại B-52, giao cho các chú nhiệm vụ là phải tìm cách để đánh bại B-52, và Mỹ sẽ thua, nhưng là mà nó chỉ thua khi nào mà nó thua ở đây, ông chỉ lên bầu trời Hà Nội. Lúc đó đế quốc Mỹ chưa hề đụng đến Hà Nội nha các em. Ở thời điểm năm 65 là nó mới chỉ ném bom ở khu vực bến cát của Bình Dương và cái khu vực giáp Quảng Bình với Quảng Trị là Đồng Hới đấy, và ném bom ở khu vực đó để ngăn chặn cái con đường chi viện thôi. Nó chưa hề đến đụng đến Hà Nội, và thậm chí là đến trước cái trận Điện Biên Phủ 12 ngày đêm, đế quốc Mỹ không hề mang B-52 đến Hà Nội. Nhưng ở thời điểm năm 1965, cuối năm 1965, ông đã nói rằng nhất định nó sẽ thua, nhưng nó chỉ chịu thua khi nào nó thua ở đây. Và nhiệm vụ của các chú là phải tìm cách đánh bại B-52 của đế quốc Mỹ. Dự báo trước như vậy là bao nhiêu năm? Gần 10 năm. Là thấy trước được vấn đề. Thế thì theo các em thì năng lực dự báo đó nó từ đâu mà ra? Câu này thôi. Nốt câu này thôi. Cái khả năng dự báo, năng lực dự báo vấn đề của Hồ Chí Minh, tiên đoán được cái vấn đề đấy, tiên đoán được trước cái gì nó có thể xảy ra trong tương lai, từ đâu mà ra? Hay là trước khi ông mất thì ông có nói rằng năm 1975 là chúng ta sẽ giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Thế thì tại sao lại có thể dự báo được vấn đề trước như vậy? Nó có phải là năng lực, là một thiên tài không? Nó có sẵn không? Mất câu này rồi nghỉ nào. À, Hải Chiêu. Dạ, em nghĩ là bé có đặt ra những kế hoạch từ trước cho những học trò của bé, những người thân cận của bé, đặt ra một kế hoạch từ trước, và bé có khả năng, bé cũng có khả năng là khẳng định, cũng có gọi là một chút gọi là từ kinh nghiệm. Dạ, nên em nghĩ là cũng có gọi là tư duy về cách làm việc của bé, cũng có là chuẩn bị trước hết, nên là bé cũng tiên đoán được trước. Dạ. Đó có phải là một thánh nhân có thể biết trước được mọi vấn, có thể biết trước được vấn đề không các em? Dạ, có yếu tố đó không? Dạ, em nghĩ là thánh nhân thì em nghĩ là kiểu như chưa tới mức đó luôn, lúc đó mới nắm được cô, vì ai cũng là con người, bé Hồ cũng là con người, nên là em nghĩ là không tới nỗi là thánh nhân mà tiên đoán trước hết mọi thứ. Dạ, em nghĩ. Nhưng sao mới có thể biết trước được? À, đúng vậy. À, Việt Anh, à, Gia Hân, đó chính là kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, à, dựa vào kinh nghiệm và phỏng đoán. Phải đoán, dự báo thôi, không phải cái gì nói cũng đúng hết, đúng không? Có phải là chúng ta cũng không tổng kết được là có những điều ông ấy nói chưa chắc là đúng hoàn toàn, đúng không? Đúng, có thể chỉ đúng một phần thôi, mà cũng có điều không phải là như thế, đúng không? Mà là đúng vậy, do kinh nghiệm, quan sát, nhận định, phân tích vấn đề, người ta gọi là tìm ra quy luật và bản chất của vấn đề thì có thể dự báo được. Và những nhà nghiên cứu, người ta có thể dự báo được trước cái xu hướng, cái sự phát triển, là bởi vì người ta nghiên cứu, người ta nắm rõ được những quy luật. Và Hồ Chí Minh cũng vậy, ông không phải là một thiên tài bẩm sinh vốn có, ông đã biết trước được những cái điều đó không có, mà do kinh nghiệm hoạt động cách mạng mà ra. À, ví dụ như khi nói về việc là Mỹ nhất định sẽ mang B-52 sang Việt Nam, tại sao nó sẽ mang B-52 sang trước khi nó chịu thua, là bởi vì gì?
Tao mới thấy rằng là gì, kinh nghiệm của thằng Triều Tiên ấy, năm 1954, thằng B-52 là nó sản xuất năm 1952, ra đời năm 1952 nó thử nghiệm thành công cái máy bay, dòng máy bay B-52. Và năm 54 khi nó thua trên chiến trường Triều Tiên, đúng không? Chiến tranh Mỹ, chiến tranh Nam Bắc Triều đấy, là một bên là thằng Nam Triều Tiên với Hoa Kỳ và các nước đồng minh, một bên là thằng Bắc Triều Tiên với Trung Quốc, Liên Xô, nè, đúng không? Thằng này trước khi thua nó giải thảm cái thủ đô Bình Nhưỡng, tàn sát, tàn phá luôn thủ đô Bình Nhưỡng. Thì kinh nghiệm của Hồ Chí Minh, ông có cái nghiên cứu, cái kinh nghiệm lịch sử thực tiễn cho thấy là gì? À, nó thua là bởi vì gì? Có nhiều lý do, thằng này chiến tranh phi nghĩa và nó phải đối mặt với cuộc chiến chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam, có sự ủng hộ của nhân dân yêu trụng hòa bình thế giới. Cho nên chúng ta nhất định sẽ thắng, ý chí kiên quyết của một dân tộc, ý chí của một dân tộc là từ trước đến nay nó là như vậy. Chúng ta mặc dù lấy yếu đánh mạnh, lấy ít địch nhiều, nhưng mà cuối cùng ta vẫn thắng, bởi đó là cuộc chiến tranh chính nghĩa, đó là cuộc chiến tranh của lòng dân, của cả dân tộc. Khi nào chưa thắng, nhân dân ta vẫn còn chiến đấu. Cho nên ông nói rằng chúng ta nhất định sẽ thắng, nhưng mà chúng ta thắng thì nó sẽ thua, và nó chỉ thua khi nào thì nó dở ra cái con bài cuối cùng, đó là máy bay chiến lược B-52. Nha. Thế ông dự báo trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn chứ không phải là học đoán. Nha. Hoặc là tình hình ở Liên Xô cũng vậy. Tôi thấy là trước chiến tranh là thằng này nó đã lăm le nó đánh Liên Xô rồi, chứ không phải là lúc này nó mới muốn đánh. Thằng đế quốc nào cũng muốn nuốt chửng thằng Liên Xô cả. Là bởi vì chúng mày còn đứng đó là cái gai trong mắt của đế quốc, là cái nơi mà các dân tộc thuộc địa của nó sẽ dựa vào đấy, là chỗ dựa về cả vật chất lẫn tinh thần để họ đấu tranh. Thế thằng nào cũng muốn nhổ cỏ cái thằng Liên Xô đi. Nhưng mà gì? Chưa, đánh nhau trước đã thì nó mâu thuẫn về kinh tế với nhau gay gắt, không thể điều đình được. Cho nên thì nó mần thịt nhau trước đã. Thì còn thằng nào nó cũng lăm le nó đánh Liên Xô thì không có lý do gì thằng Đức thắng trận, đúng không? Thằng Đức thắng trận, nó chiếm cả thằng Pháp rồi, đang đối đầu với thằng Anh cũng liền xiệp, nó ở cả châu Âu, nó thu phục châu Âu rồi. Có lý do gì mà nó không gì? Nó không đánh Liên Xô. Cho nên từ cái kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn là gì? Bản chất của thằng đế quốc là tranh giành, nó phải bảo vệ lợi ích của nó cho bằng được, nha. Giữ lấy lợi ích cho kỳ được. Thì lợi ích của nó thực ra là ghê gớm nhất, cái đe dọa đến lợi ích của các nước đế quốc thì cái nguy cơ lớn nhất chính là từ Liên Xô. Và khi ông trở về thì thằng Đức nó đang thắng trận cả châu Âu rồi, cho nên chỉ còn gì, quay trở lại nước chửng thằng Liên Xô nữa thôi. Thì khi ông từ đất nước Liên Xô trở về, ông đã có thấy được những cái gì, phân tích được tình hình và thấy được những dấu hiệu của cuộc chiến tranh và dự báo trước. Nhưng dự báo thì ngay gì, ngay hơn một tháng sau đó là cái hội nghị trung ương tháng 5 thì họp từ ngày 10 đến ngày 19 tháng 5, thì ngày 22 tháng 6 là Đức tấn công toàn diện vào lãnh thổ của Liên Xô. Những cái dự báo đó là những dự báo trên cơ sở phân tích, nhận định tình hình, cơ sở những kinh nghiệm hoạt động cách mạng. Tất nhiên có những điều, có lẽ là có ông cũng nói những điều mà chưa chắc đã hoàn toàn đúng, nhưng chúng ta thế hệ đi sau thì chúng ta cũng không biết được. Thì thường người ta chỉ viết lại những cái điều đúng đắn, tốt đẹp thôi, đúng không? Không ai nói là Hồ Chí Minh sai ở chỗ nào cả, không ai chỉ ra những cái điều đó cả. Người ta chỉ nghiên cứu những cái điều tốt đẹp để mà răn dạy cho đời sau, để mà chúng ta rút kinh nghiệm cho đời sau thôi. Còn những cái điều gì nó có thể nó là những sai lầm, những hạn chế thì Đảng Cộng sản Việt Nam không phải không biết. Bởi vì làm chung, tức là cái thế hệ mà cùng làm việc với Hồ Chí Minh, làm là con người, ai chẳng có chỗ sai, ai chẳng có lúc sai lúc đúng, đúng không em? Không ai là người đứng hết cả, không ai là một hẳn số cả. Thì họ sẽ để đấy để rút kinh nghiệm thôi. Để Hồ Chí Minh là một cái tấm gương sáng, không hề bụi. Nhưng mà chẳng có tấm gương nào không có bụi đâu. Có chứ. Ông cũng nhận là có những hạn chế mà tự bản thân Hồ Chí Minh cũng thấy rằng mình có những hạn chế mà các chú không được học. Chứ không phải là không có. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn thấy những cái điều tốt đẹp để chúng ta học tập noi gương người và học được những cái lý luận cách mạng, những cái chân lý mà người đã chỉ ra thôi. Ok, buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ nghỉ. Ok, tuần sau chúng ta gặp lại nhau. Chào các em. Dạ cô, hồi nãy cô có điểm danh bạn Kiều Duyên ấy cô, mít bạn bị hư nên bạn không có mở lên được. Nãy giờ bạn có trả lời câu hỏi trong chat. Rồi, cô có thấy rồi nhưng mà vì cô đang nói cho nên cô sẽ không trả lời. Các bạn nếu rút kinh nghiệm nha, nhắc nhở là chúng ta nếu như các em mà không có bật mic lên được ấy, thì các bạn có thể chat, và khi chat thì cô vẫn dò, cô vẫn thấy, thì cô không phải không thấy ha. Ok, nhưng có điều là
tôi đang nói thì cô sẽ không dừng lại để trả lời phần chat của các bạn ha. Dạ em hiểu rồi, em cảm ơn cô. Điểm danh rồi đấy à. 6 giờ giờ mới 11 giờ 6 phút. Rồi hôm nay có thuyết trình, các bạn sẽ nán lại 2 phút thôi, không nhiều đâu. Cô sẽ chiếu phần câu hỏi trắc nghiệm và các bạn sẽ trả lời trắc nghiệm nhà, coi như phần điểm danh ha. À, sẽ hướng dẫn như sau. Phần trắc nghiệm sẽ có 5 câu hỏi và các bạn sẽ không trả lời 5 câu thứ nhất, thứ hai, thứ ba gì hết. Và cô sẽ chiếu 5 câu. Các bạn sẽ trả lời bằng cách là gì? Các bạn có trả lời không gửi liền ha. Các bạn đủ 5 câu các bạn gửi một lần. Ok. Một và có thể là câu 1, câu 2, câu 3 là phương án gì, đáp án gì. Phải rõ là 1, 2, 3 ha. Các bạn không có 1, không có 2, không có 3, cô sẽ không tính là các bạn câu trả lời đúng ha. 1 là gì, đáp án gì, 2 gì, 3 gì, 4 gì, 5 gì. Hết 5 câu đó thì các bạn gửi trả lời một lần duy nhất. Ok. Không có, tại vì các bạn gửi từng câu cô không dò được lắm. Không có câu 1. Câu 1, ví dụ như 1, các bạn không cần câu 1 gì hết. 1, ví dụ như 1A, 2B, 3C. Đó. Hết tới 5 thì các bạn, bao giờ kết thúc thì các bạn gửi câu trả lời. Ok. Hiểu vấn đề ha. Hiểu không? Ok. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Coi như phần điểm danh ha. Ở câu số 1. Chủ nghĩa Mác Lênin có vai trò như thế nào trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Câu số 2. Thử thách chủ yếu nhất mà Hồ Chí Minh phải vượt qua trong giai đoạn 1930-1941 là gì? Cô chỉ đọc câu hỏi cho các bạn tự đọc câu trả lời ha. Câu số 3. Rồi, cô có xem màn hình. Vậy thì em không thấy cái màn hình đâu. Không, chưa chia sẻ màn hình hả? Luôn có mà. Dạ không có. Cô đang không thấy màn hình. Dạ, dạ. Em thấy cô. À, phải ghi màn hình lên nó thấy cô. Mạng của mình chưa. Cô chiếu lại câu 1 đi cô, em quên ghi màn hình nên không thấy. Chưa hả? Rồi làm lại ha. Hết chưa? Ok hết nha. Làm lại nè. Câu 1 là chủ nghĩa Mác Lênin có vai trò như thế nào trong việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh? Ghim cái màn hình lên anh Thư. Bấm vào cái ghim màn hình cho nó lên. Dạ dạ rồi. Rồi đúng không? Chưa trả lời nha. Câu số 2 chưa gửi trả lời nha. Hết 5 câu mới trả lời nha. Câu số 2 là thử thách chủ yếu nhất mà Hồ Chí Minh phải vượt qua trong giai đoạn 1930-1945 là gì? Rồi câu số 3 là điền vào dấu chấm để hoàn thiện câu nói sau của Hồ Chí Minh. Dân ta có ba chấm, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó vượt qua mọi nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm mọi lũ bán nước và cướp nước. Trong dấu ba chấm đó là gì? Có những câu là nó là dạng câu nói để đời mà các bạn phải nhớ. Câu số 4. Bối cảnh Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đã ảnh hưởng như thế nào đến Hồ Chí Minh? Bối cảnh Việt Nam cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 đã ảnh hưởng như thế nào đến Hồ Chí Minh? Câu số 5. Là Hồ Chí Minh kế thừa tư tưởng xây dựng xã hội công bằng, bác ái, nhân nghĩa, trí, dũng, tín, liêm để đi đến một thế giới đại đồng từ đâu? Cô ơi, cái màn hình của em nó bị đứng này, không thấy câu 4 luôn cô ơi. Thấy chưa? Thấy câu số 4 chưa? Dạ rồi, giờ em thấy rồi. Em cảm ơn.
Cô ơi, cô cho em coi lại câu 2 được không cô? Trời trời, chúng ta qua rồi. Qua rồi là bỏ qua. Rồi câu số 5 xong chưa? Hết ha, câu số 5 xong rồi ha. Rồi quay trở lại câu số 2 trong vòng 10 giây. Thử thách chủ yếu nhất mà Hồ Chí Minh vượt qua trong giai đoạn 30-41 là gì? Ok, kết thúc. Mời các bạn gửi câu trả lời. Rồi xong chúng ta nghỉ ha. Tuần sau chúng ta gặp nhau. Cho xem câu 1 được không cô? Dạ cô ơi, sau bữa hôm nay em chụp màn hình lại câu trả lời của các bạn rồi gửi cho cô đúng không cô? Dạ cô chưa mở mic đi cô. À, Gia Hân copy cái phần chat lưu lại trong máy giùm cô, chứ không phải chụp dạ. Màn hình. Nhé. À, dạ. Em cứ lưu lại trong máy, lỡ mà cô mất thì cô hỏi, còn nếu không thì, hoặc là cô quên thì cô sẽ hỏi các em ha. Nếu không thì cứ lưu lại trong máy, giữ lại cho cô, đừng xóa nha. Dạ là em copy xong em gửi qua Gmail theo ngày cho cô được không cô? Cũng được. Dạ. Ok. Ừ. Mình nghỉ được chưa cô? Rồi nghỉ các em, nghỉ thôi, tuần sau chúng ta gặp nhau. Xong rồi thì nghỉ. À, em chào cô. Tuần này, tuần này nghỉ mấy ngày? Chào các em. Thứ sáu nghỉ, thứ sáu là trường tuyển sinh nha. Hết chưa, gửi hết chưa? Rồi xong kết thúc ha.